Chương 461, xiết diễm phi đao 2 CHUNG 461, xiết diễm phi đao 2 huyết kim lấy ở đâu? Ta có sẵn, hai miếng mũ trào kim nguyên, tuyệt đối là giá cả phải trang, thành giao. Nhưng mà luyện chế cụ thể, còn phải xem trình độ rút trận văn tự nhiên của ngươi. Nếu như hai cái răng nanh này rút trận văn tự nhiên thất bại, vậy thì không cần phải tiếp tục luyện chế nữa. Vậy thì trước tiên hãy rút ra đi. Cửu cắt lại một lần nữa lấy ra, tử dương lâu xoay tròn trong họn lửa, cửu cắt ném cả hai cái răng nanh hỏa hổ vào trong lò tử dương nửa canh giờ sau hai chiếc răng nanh đỏ đậm tỏa ra ánh kim loại bắn ra từ trong lò đàm vịnh thao tiếp nhận một cái răng nanh rót chân nguyên vào trận văn trên răng nanh hiện lên thành công rồi trận văn dường như rất hoàn chỉnh chúng ta hãy tới trong viện thử xem xem trong răng nanh này mang theo thần thông gì hai người đi vào trong sân nhỏ cửu cắt ném mạnh phi đao liêu nha trong tay Phọc, phi đao cắm vào thân cây táo trong sân không có bất kỳ dị tượng gì xảy ra ngươi phải rót tiên nguyên vào đàm vịnh thao nói sai sót cửu cắt sau khi rót chân nguyên vào nén ra thanh phi đao thứ hai phọc mốc cây táo bị ngọn lửa thiếu đốt tạo thành một cái lỗ đen đây là xích diễm rảo sát hỏa hồ và hỏa vân báo đều có được loại thân thông này sau khi kích phát trận văn phi đao sẽ có được lực xuyên thấu của hỏa diễm tốt nhất là dùng hỏa sắt để thúc đẩy như vậy mới có thể tăng cường uy lực của hỏa diễm đi nhặt phi đao về cửu cắt phân phó đàm vịnh thao nhặt hai thanh phi đao về rồi giao cho cửu cắt trận văn tự nhiên được rút ra vô cùng hoàn chỉnh nếu trận văn không hoàn chỉnh thì tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thần thông nào đàm vịnh thao nhận xét tiếp theo nên làm gì cửu cát hỏi trận văn hoàn chỉnh có nghĩa là không cần dùng hậu thiên trận văn để tu bổ chỉ cần tìm một thợ rèn lành nghề khảm huyết kim lên là được ta không cần phải ra tay kiếm được năm miếng ngũ trào kim nguyên đàm vịnh thao nói ra sự thật đi tìm một thợ rèn giúp ta tỉnh luyện nguyên từ tinh kim cửu cát phân phó hai người rời khỏi đế vương cư đi tới một thiên công các khác sau một phen thương lượng thợ rèn của thiên công các đồng ý ra tay hỗ trợ vân nửa ngày sau cửu các có được hai thanh phi đao tinh xảo kim loại màu máu bao bọc lấy răng nanh hỏa hổ hoàn toàn dung hợp thành một thể thanh phi đao này cũng được trộn lẫn nguyên tử tinh kim điều này khiến cho huyết kim vô cùng cứng rắn vân kính phi đao lục khí tương hợp thì sát sót vào huyết kim trên phi đao khiến lưỡi đao được rèn từ huyết kim càng thêm sắc bén hỏa sát sót vào răng nanh hỏa hổ trận văn tự nhiên trên răng nanh hấp thu từ đó khiến uy lực tổn thương của hỏa diễm bộc phát càng lớn hơn huyết sắc phi đao trong tay cửu cát rung lên ong ong dường như tùy thời có thể thoát khỏi tay tiếng vo ve của phi đao từ nhỏ rồi đến lớn từ lớn rồi lại nhỏ cuối cùng một lần nữa trở về với yên lặng cửu cát cất hai thanh xích diễm phi đao đi sau đó ném cho đàm viện thao bảy miếng mũ trào kim nguyên chúng ta xuất phát thôi đàm viện thao mang theo cửu cát đi đường núi hai người chỉ mất mấy ngày thời gian đã tới được thành bích ba thành bích ba được xây dựng bên bờ biển như lại không hoàn toàn gần biển cách biển còn khoảng mấy chục dặm thành bích ba cảng bích ba cảng cửa khẩu thông thẳng ra biển rộng hai người đứng trên bến cảng của thành bích ba nhìn về phía xa trên dòng sông rộng lớn dày đặc những chuyển bày tiền biển hướng ra biển rộng ít nhất đầu cao ba tầng lầu mà trong đó bảo thuyền thao lớn nhất thậm chí đã gần 10 tầng lầu đây đã không còn là chuyển bày mà phàm nhân có thể xây dựng được nữa trên những con thuyền đó cho đầy áo giáp kim loại với diện tích rộng lớn khiến cả bảo thiền trông như một bánh xe bằng sắt khổng lồ. Đó là trấn hải bảo truyền do đại can vương triều xây dựng, từ khi được chế tạo cho đến nay cũng mới chỉ ra biển một lần. Một khi thiền đã ra biển, trên thiền cần phải đóng quân một đội quân, toàn bộ đại can vương triều cũng chỉ có một chiếc như vậy. Ở chỗ này nhà đậu không biết đã bao nhiêu năm rồi. Vì sao chỉ ra biển một lần, chuyện này ta làm sao biết được? Tiền của Thiên Tàn Minh là con thuyền màu đen kia, đó chính là dấu hiệu của Thiên Tàn Minh. Cừu Các nhìn thấy một con thuyền nhỏ màu đen theo hướng Tây Đàm Vịnh Thao Chỉ, Tức ra con thuyền này cũng không nhỏ, mạng thuyền cao 3 tầng lầu, chỉ là so với trấn hải bảo thuyền bên cạnh, quả thực chỉ như một chấm nhỏ. Cầm thiên tà lệnh trong tay là có thể lên truyền, đàm vịnh thảo nói. Muốn cùng đi không? Không. Hiện tại vẫn còn hai. 3 tháng nữa mới rời truyền, không cần phải gấp gáp như vậy. Chương 462, bí mật của chỉ pháp 1 CHUNG 462, bí mật của chỉ pháp một vậy ta, đàm huynh, làm chậm trễ thời gian của ngươi hơn nửa năm cửu cát hổ thạnh trong lòng ngày sau trở về thương sơn bắc lộc châu nhất định sẽ báo đáp cửu cát thành khẩn nói ha ha chúng ta đều là huynh đệ không cần phải như vậy ta đi đây ngươi bảo trọng sau này lặp lại sau này dập lại đàm vịnh thao xoay người rời đi bến cảng của thành bích ba vô cùng rộng lớn trên bến tàu người đến người đi cửu cát đeo mặt nạ mặc áo đen không vội vàng đi tới lâu truyền của thiên tàn minh mà xoay người rời khỏi bến tàu một lát sau một nam tử ngù loài chống gậy mặc trường bào màu xám đen đau một cây đàn tỳ bà bình thường sau lưng đi tới bến tàu cửu cắt chống gậy dò đường từng bước một đi xuống bến tàu đi tới chỗ gần lối lên thuyền tìm được một tảng đá cửu cắt ngồi trên tảng đá bắt đầu dày đàn đây chỉ là đàn tỳ bà bằng gỗ bình thường giá mấy quan tiền chứ không phải là bản sao của cửu khúc tỳ bà mà cửu cắt chân quý Dòng người đi qua bên cạnh hắn chốc lát sao trong chiếc bát vỡ đã có tiền đồng. hành khất không phải mục đích ngươi dưỡng tâm nhãn cổ và nghiên cứu chỉ pháp kỳ lạ của tiểu câu cũng chỉ là tiện thể cửu cát với tu vi nhất phẩm cũng không cần phải tu luyện nhất hồ túi nguyệt nữa mục đích thực sự của việc cửu cát giả mù hành khất là để quan sát có rất nhiều thứ cần phải quan sát đầu tiên là phải xác định xem có phải bất kỳ ai cầm thiên tàn lệnh đầu có thể lên lâu truyền của thiên tàn minh hay không sau đó là xem những người ra vào lâu truyền của thiên tàn minh là ai tu vi cụ thể như thế nào mọi việc nên lập kế hoạch trước rồi mới hành động tuy rằng cửu cát chỉ vì một tia hy vọng nhỏ nhoi mà không ngại đường xá xa xôi vạ dặm nhưng khi tới thời khắc mấu chốt hắn lại trở nên vô cùng cẩn thận tỉnh lan thương thành bích ma con thiền bọc thép đen đang neo đậu ở bến cảng một người đàn ông chân khập khiễng bước từng bước lên chuyên trên cầu tàu một nam tử áo trắng chặn người đàn ông khập khiêng lại người đàn ông khập khiễng xuất trình thiên tàn lệnh sau đó thuận lợi bước vào trong truyền khoảng một canh giờ sau người đàn ông khập khiễng lại từ trên truyền bước xuống tập tĩnh đi về phía thành bích ma Tiền bọc thét còn 2 3 tháng nữa mới khởi hành, hắn không cần thiết phải ở lì trên thiền. Dưới con thuyền bọc thét, một người mù đang giải đàn tỳ bạc, lanh kem. Lanh kế. Hắn đợi cho đến tận xế chiều, vẫn không thấy ai khác đến nữa. Cừu Cát đoán rằng ở đây canh chừng cũng khó lòng nắm thêm được thông tin hữu ích nào khác. Hắn quyết định nhân lúc đêm tối, dùng dạ kiêu pháp y để lẻn vào truyền điều tra. Lúc này trên bến cảng, dòng người đã trở nên vô cùng thưa thớt nếu cửu cắt cứ ngồi trên tảng đá giải đan nữa thì sẽ trở nên quá mức chứng mắt chỉ thấy cửu cắt đứng dậy một tay chống gậy một tay bương mát du rẩy bước đi trên con đê chắn sóng trên bến cảng đột nhiên chân trượt một cái ủ cửu cắt ngã nhào xuống dòng sông lớn hình như có người ở đằng xa trông thấy người nọ dụi dụi mắt như lại cho rằng mình hoa mắt ánh hoàng hôn le lói chiếu xuống những con sóng trên sông thông hải khiến cho dòng sông lấp lánh ánh vàng ôm cây đàn tỳ bà trong lòng cửu cát lặng lẽ ngồi dưới đáy sông do trong nước có lực đẩy cửu cát bất đắc dĩ phải vận công thiên cân truy cửu cát đã sớm đạt đến cảnh giới bách mạch thông suốt chân chính hoặc bất kỳ môn võ công nào cũng đầu dễ như trở bàn tay thiên cân truy là một môn công phu hạ bàn. vậy mà lại bị cửu cát dùng để chìm xuống đáy nước những chú cá bơi lượn tung tăng bên cạnh cửu cát ôm đàn tỳ bà trong lòng cửu cát có phần nhàm chán đùng cửu cát khẽ dày dây đàn tiếng đàn tỳ bà phát ra một âm thanh vô cùng trầm đục đùng cửu cát lại giày thêm một cái nữa dây đàn đứt vượt loài đàn dưới nước và vẻ đàn trên mặt nước vốn dĩ đã khác nhau hoàn toàn cây đàn tỳ bà bình thường này không chịu nổi dây đàn đã bị đứt mất rồi cửu cắt buông tay ra cây đàn tỳ bà bình thường vì lực đẩy của nước mà nổi lên rời khỏi tay cửu cát trôi nổi bập bềnh trên mặt sông cửu cát vỗ vào túi chữ vật lấy ra cây cửu khúc tỳ bà bản sao mà hắn nâng niu cất giữ đùng cửu cát lại vẩy dây đàn phát ra một âm thanh trầm đục dưới nước tiếp đó cửu cát đưa tay lên trước mặt các ngón tay cong lại một cách kỳ dị trong mắt những kẻ không hiểu âm luật kỳ hoàn toàn chẳng có gì khác biệt thế nhưng cửu cát lại có thể liếc mắt một cái là nhận ra sự kỳ dị trong cách bấm phím đàn đây chính là chỉ pháp kỳ dị của tiểu câu hoàng hậu hai cách bấm y hệt như nhau chương 463, bí mật của chỉ pháp 2 chunz bốn trăm sáu mươi bí mật của chỉ pháp 2 mà lúc này cửu cát căn bản không hề cố ý bắt chước. hắn chỉ đang về đàn một cách bình thường mà thôi môi trường chính sự khác biệt của môi trường đã tạo nên cách bấm phím đàn kỳ dị tiểu câu hoàng hậu át hẳn thường xuyên luyện đàn dưới nước vì vậy nàng ta đã hình thành thói quen cho dù có rời khỏi mặt nước khi giải đàn vẫn giữ nguyên cách bấm phím kỳ dị khác người kia hóa ra bí mật mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn chăn trở tìm kiếm lại nằm ở chỗ này ai mà ngờ được cơ chức hàng trăm hàng ngàn năm qua không biết đã có bao nhiêu võ sư từng nhìn thấy bức họa tường kia lại am hiểu âm luật cho dù bọn họ có phát hiện ra chỉ pháp của tiểu câu hoàng hậu khác biệt với người thường thì làm sao bọn họ có thể ngờ rằng đây là do luyện tập dưới nước mà thành bản thân cửu cách cũng chẳng hề nghĩ đến phương diện này hắn chỉ đơn giản là muốn trốn dưới nước đợi đến khi trời tối nhưng lúc đêm đen màu mẫm mà dùng giả kiêu pháp y để dò xét toàn bộ con thuyền bọc thép của thiên tàn minh mà thôi nào ngờ lại vô tình hóa giải được bí mật về chỉ pháp của tiểu câu hoàng hậu nếu không phải cửu cách có thể tức cổ cảm thấy trốn dưới nước thuận tiện khi hắn cũng sẽ không nhảy xuống sông vậy thì vấn đề được đặt ra là luyện đan dưới nước có lợi ích gì tiểu câu hoàng hậu quanh năm suốt tháng luyện đan dưới nước chắc chắn là có lợi ích gì đó nếu không có lý do gì ai lại ngâm mình trong nước dày đàn chứ lanh kem lanh cang âm sắc của tiếng đàn khi chơi dưới nước trở nên trầm đục hơn nhưng khả năng xuyên thấu lại mạnh hơn do lực cản của nước dày đàn dưới nước hoàn toàn khác biệt khúc thì chẳng ra khúc âm thì chẳng ra âm chẳng ăn nhập gì với nhau cả cừu cát bắt đầu luyện tập mệt mài thời gian thấm thoát thoi đưa trời đã tối đen giữa đêm khuya cừu cát ngừng vẩy đàn luyện đàn dưới nước quả thực rất khác tuy nhiên cửu cách vẫn chưa lĩnh ngộ được mấu chốt trong nó chuyên thừa về cầm pháp của tiểu câu hoàng hậu có thể để dành sau này rồi nghiên cứu tiếp nắm bắt cơ hội khai khiếu giải quyết hậu hoạn do cổ trùng phản phệ mới là chuyện cấp bách lúc này cửu cát từ từ nổi lên mặt nước bằng thần thông lăng không hư động hai chân rầm lên mặt nước hắn vận công hong khô bộ y phục màu xám đang ướt sũng trên người sau đó cất vào túi chữ vật tiếp đó cửu cát thay giả kiêu pháp y khởi động trận vân tự nhiên trên y cửu cát bị một luồng khí đen bao phủ nhân lúc đêm tối cửu cát dẫm chân lên không trung từng bước từng bước tiến vào con truyền nhìn xuống từ trên cao con thuyền bọc thép của thiên tàn minh được chia làm ba tầng giống như là trên một con truyền lớn được xây thêm ba tầng lầu tầng lầu cao nhất đèn đuốc sáng trưng thấp thoáng bóng người di chuyển trên tầng lầu thứ hai vẫn còn người áo trắng đang bận rộn phòng ốc trên bong tầng một hầu như đầu đã tắt đèn cửu cát nhẹ nhàng đáp xuống tầng lầu cao nhất thông thường chỉ có những người có thân phận tôn quý nhất võ công cao cường nhất mới xứng đáng được ở tầng lầu cao nhất dưới lầu hai trường nữ trẻ tuổi một người thổi sáo một người giải đàn một lão giả râu tóc bạc phơ mặc áo đen đang nhàn nhã ngồi trên ghế thái sư nghe tiếng đàn loại bỏ ảnh hưởng của tiếng đàn cửu cắt dựa vào hơi thở của lão giả râu bạc kia mà phán đoán sơ bộ tu vi của lão nhiều nhất là nhị phẩm kén xa hán lão già này ở nơi cao nhất hưởng thụ xa hoa như vậy nửa đêm nửa hôm còn để nữ nhi đã vậy trên thuyền này ngay cả một tên võ tiên cũng không có cừu cắt cũng không cần phải quá mức cẩn thận sang sớm ngày mai có thể ung dung lên thuyền cửu cát hóa thành một luồng hắc khí rời đi hắn không bay quá cao mà men theo con thiền bọc thép mà di chuyển một bấn cảng quan trọng như bích ba chắc chắn sẽ có võ tiên trấn giữ hơn nữa còn không chỉ một người mặc dù cửu cát đã có tu vi nhất phẩm chỉ còn một bước nữa là bước vào cảnh giới võ tiên nhưng vẫn phải cẩn thận từng chút một cửu cát lặng lẽ đi tới bên dưới mạn thiền nấp trong bóng tối của mạng truyền cởi bỏ giã kiêu pháp y sau đó trần chuồng nhảy xuống nước vận thiên cân truy cửu cát chìm xuống đáy sông lại một lần nữa lấy cửu khúc tỷ bà bản sao ra len kem len kem cửu các tiếp tục luyện tập dưới nước phải nói là sau khi cởi bỏ y phục dưới nước gầy đàn lại có một cảm giác khác lạ mà quần áo trong nước luôn có một cảm giác một ngặt không thể diễn tả thành lời cởi bỏ rồi thì thoải mái hơn nhiều hàng ngàn năm trước tiểu câu hoàng hậu nhất định cũng giống như hắn lúc này ôm cây đàn tỷ bà cởi bỏ xiêm y nông mình trong nước loài đàn chương 464 trăm lão già họ ngu một CHUNZ 464 lão già họ ngu một đôi mắt long lanh của tiểu câu hoàng hậu làn da trắng nõn nà của nàng dòng nước trong mắt bao quanh thân thể nàng mái tóc nàng như dòng biển uốn lượn tiếng đàn của nàng theo dòng nước lan tỏa khắp nơi nhi đến cảnh tượng này cửu cát bỗng chốc như được khai sáng cứ như thể tiểu câu hoàng hậu đã vượt qua hàng ngàn năm xuyên không gian để chỉ dạy hắn về âm lực vậy dần dần bản nhạc vốn dĩ chẳng ra hình thù gì thế mà lại dần thành hình âm thanh dưới nước quả thật rất khác biệt cùng với việc bản nhạc dần thành hình cửu cắt thế mà lại chìm đắm trong tiếng đàn của chính mình thời gian cứ thế trôi qua mặt trời mọc ở đàng đông ánh nắng chiếu rọi xuống dòng sông thông hải khiến cho dòng sông lớn này lấp lánh ánh vàng cửu cắt đã ở dưới sông vẻ đần cả một đêm bỗng nhiên cây cửu khúc tỳ bà bản sao phát ra một lùa sóng âm hữu hình sóng âm tạo thành những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường dưới nước ngợn sóng lướt qua một con cá lớn đang bơi con cá lớn phun ra một chuỗi bong bóng lật bụng chết ngay tại chỗ ao ao ao, sệt sệt xe. Cùng với tiếng dây đàn vang lên liên tiếp, từng đợt sóng âm có thể nhìn thấy bằng mắt thường dưới nước tản ra bốn phía. Mỗi một đợt sóng âm đầu giống như mũi tên, truyền đi rất xa, ngư tụ lại mà không hề tiêu tán. Chỉ pháp kỳ dị của tiểu câu hoàng hậu, quả nhiên ẩn chứa một môn võ công sóng âm. Mặc dù hiện tại uy lực của môn võ công sóng âm này còn quá yếu, nhưng rồi sẽ có một ngày, từ các sẽ hoàn thiện nó. Nửng đầu nhìn ánh nắng mặt trời trên mặt nước, lúc này ước chừng đã gần trưa cửu các cất cửu khúc tỳ bà bàn sao vào túi chữ vật sau đó điểm mũi chân nổi lên mặt nước bến cảng bích ba trên bến cảng tấp nập người qua lại ùm ừ, một cái đầu bất ngờ nổi lên khỏi mặt nước một người đàn ông trần truồng chui ra từ dưới nước cửu các cũng không phải không mặc gì hắn quấn một mảnh vải quanh treo ba túi chữ vật được buộc ở bên trong ngoài ra còn có chiếc nhẫn chữ vật bằng hắc ngọc đa trên ngón áp út của bàn tay phải vài người đang bận rộn trên bến cảng ngơ ngác nhìn cửu cát không hiểu tại sao nơi này lại đột nhiên xuất hiện một người như vậy cửu các mặc kệ ánh mắt của người khác cứ thế bỏ đi cũng may là không có ai chú ý đến người đàn ông đi chậm rãi để trần lưng như hắn khoảng một ngày nhang sao một người đàn ông mặc trường bào vải đen đeo cửu khúc tỷ bà bản sao trên lưng tay chống gậy lại một lần nữa đi tới bên dưới con thuyền bọc thép đúng lúc cửu cát chuẩn bị bước lên cầu tàu có hai người sóng vai nhau từ trên thuyền bọc thép đi xuống một người là một nữ tử dáng người mảnh mai mặc cung trang trên mặt đeo mạo che mặt ngươi còn lại là một đại hán thô kịch chỉ có một cánh tay hai người này tu vi không yếu chắc chắn là cao thủ thượng tam cảnh cửu Cát bèn lại ngồi xuống tảng đá lanh keng lanh keng hắn lại giày đàn hai người kia tiến lại gần cửu cát thi tiên tử thiên tàn cung thật sự có thể giúp người ta khôi phục những khiếm khuyết trên cơ thể sao đại hán thô kịch hỏi thiên chân vạn xác vậy dám hỏi thi tiên tử người bị khiếm khuyết ở đâu ngươi không thấy ta đang đâm mạng che mặt sao ồ thì ra là vậy hai người lướt qua cửu cát hoàn toàn không để ý đến người mù này sau khi hai người đi xa cửu cát vẫn tiếp tục cày đàn võ công của nam tử cột tay và nữ tử bị hủy dung kia đều cực cao võ công của tên kia ít nhất cũng phải nhị phỏng. còn nữ tử kia thậm chí còn là nhất phẩm giống như hắn ngươi ở trên lầu cao nhất của con truyền bọc thép kia vậy mà lại không phải là người có tu vi cao nhất kỳ thực điều này cũng dễ hiểu ngươi ở tầng cao nhất là người của thiên tàn minh bọn họ là chủ nhân của con truyền đương nhiên là phải ở chỗ tốt hơn một chút còn nữ tử kia tuy tu vi cao nhưng cũng chỉ là khách như hắn khách theo chủ mà thôi tỉnh lên như một đồng tiền rơi xuống trước mặt cửu cát một người đi ngang qua đã bố thí cho cửu cát một đồng diễn kịch thì phải diễn cho trọn vẹn một tên ăn mày thì phải có một cái bát chứ hình như hôm qua cái bát của hắn đã rớt xuống sông mất rồi cửu cát nhặt đồng tiền lên sau đó đi đến bờ sông thò tay xuống nước một cái bát chìm dưới đáy sông bị cửu cát dùng thần thông hư không mượn lự hút lên đây không phải là điều mà võ sư nhị phẩm có thể làm được chỉ có võ sư nhất phẩm đã đạt đến tăng hoa tụ đỉnh mới có thể miễn cưỡng làm được điều này chẳng ai lại đi chú ý đến một tên ăn mày mù cả cho dù có người chú ý thì cũng chỉ cho rằng hắn nhặt được cái bát ở ven đường chương 465, lão già họ ngô hai chương bốn trăm sáu mươi lão già họ ngô hai trong bát còn có mấy đồng hắn xin được từ hôm qua cửu cắt một tay bưng bát một tay chống gậy đi về phía cầu tàu của con truyền bọc thép đúng lúc này một bóng người lướt qua cửu cát nhanh chân bước lên cầu tàu trước người nọ cao gầy đầu chọc, bàn tay phải không có ngón cái. Chẳng phải đây là lão già họ ngô, lựa khí sư của cổ đô phường hay sao? Ngón cái của lão già họ ngô là do chính tay cửu cắt chặt đứt. Điều này thật thú vị. Những người khác lên thuyền đều bị cột tay, cột chân hoặc bị hủy dung. Lão già họ ngô này vốn dĩ lành lặn, lại cố tình để cửu cắt chặt đứt ngón cái, cố tình lên truyền. Điều này chứng tỏ điều gì? Điều này chứng tỏ lão ta lên thuyền không chỉ đơn thuần là vì muốn khôi phục lại ngón cái của mình, mà còn có mục đích khác. Lão già họ ngô, đừng đi, cửu Cát nhắm chặt hai mắt gọi lão già họ ngu lại lão già họ ngu lập tức dừng bước lão khó hiểu nhìn cửu cát nhưng lại phát hiện mình không hề quen biết người này tuy rằng ở cổ đô phường cửu cát và lão già họ ngu đã gặp mặt một lần nhưng lúc đó cửu cát đeo mặt nạ sắt mặc y phục màu đen mà giờ phút này cửu cát nhắm chặt hai mắt chống ngậy tay bưng bát đeo đàn tỉ bà sau lưng hoàn toàn khác biệt với tên áo đen đeo mặt nạ lúc trước cho nên lão già họ ngu căn bản không nhận ra ngươi là ai lão già họ ngu cảnh giác hỏi ta tên cửu cát ta không quen biết ngươi lão già họ ngô cao mày nói lúc trước ở của đô phường cửu cát lấy tên giả là đàm vĩnh cát đương nhiên lão ta sẽ không quen biết cửu cát ta cũng không quen biết ngươi cửu cát đáp vậy tại sao ngươi lại biết tên ta lão già họ ngô là tên ngươi sao ta không biết vừa rồi có người nói bên tai ta rằng muốn khôi phục lại ánh sáng thì hãy gọi tên ngươi cửu cát đáp hồ gọi tên ta thì có tác dụng gì trừ phi Lão già họ Ngô nói đến đầy bông nhiên im bặt, lão kinh ngạc nhìn thấy trong bát của tên mù cửu cát, vậy mà lại có một tấm lệnh bài màu đen, Thiên Tàn lệnh, vậy mà lại có người ném một tấm Thiên Tàn lệnh vào bát của tên mù này, hơn nữa người nọ còn quen biết lão. Lão già họ Ngô đưa mắt nhìn chung quanh, trên bến cảng đông nghịt người. Ma mới biết được là vị cao nhân nào đã giúp đỡ tên mù này. Đương nhiên cũng có một khả năng khác, đó chính là căn bản không hề có cao nhân nào cả, mà là do tên mù này nhận ra lão, nhưng mà tên mù này có thể nhận ra lão sao lão già họ ngô đi tới trước mặt cửu cát tung một quyền nắm quyền dừng lại trước chắn cửu cát cửu cát không nhúc nhích lão già họ ngô lại dùng tay lắc lư vài cái cửu cát nhắm chặt hai mắt vẫn không hề động đậy ngươi lắc lư cái gì trước mặt ta vậy cửu cát đột nhiên lên tiếng ngươi quả nhiên không phải mù lão già họ ngô lạnh lùng nói gió thổi vào mặt ta lão già họ ngô đưa tay lên trước mặt mình lắc lư mẹ kiếp quả thật là có gió Lão già họ ngô dùng ánh mắt dò xét nhìn cửu cát, suy nghĩ một lúc rồi nói. Là ai bảo ngươi gọi tên ta? Không biết, cửu cát lắc đầu nói. Lão già họ ngô duỗi tay trái lành lặn của mình ra, chộp lấy cái bát của cửu cát, lấy tấm thiên tàn lệnh bên trong ra, mà làm tất cả những điều này, cửu cát lại không hề ngăn cản. Lão già họ ngô nhau mắt, do dự một lúc lâu. Sau đó lại trả thiên tàn lệnh lại. Lão đã có một tấm thiên tàn lệnh rồi, có thêm một tấm nữa cũng vô dụng. Ngươi đi theo ta đa lão già họ Ngô cửu cát chống ngậy đi treo lão già họ Ngô lên cầu tàu hai người sóng vai nhau bước lên cầu tàu cây cầu tàu bằng gỗ lác lư thế nhưng cửu cát chống ngậy tay bưng bát vậy mà vẫn có thể theo kịp lão già họ Ngô cảnh giác quan sát lão không biết lai lịch của cửu cát cũng đoán không ra mục đích của hắn nếu chỉ đơn thuần là muốn lão dẫn lên thiền thì cũng không sao hai người cùng nhau đi đến cuối cầu tàu một nam tử áo trắng lói người xuất hiện chắp tay chào lão già họ Ngô và cửu cát. 12 vị xuất trình tín vật, lão già họ Ngô vỗ vào túi chữ vật, lấy thiên tàn lệnh ra. Lão già họ Ngô đã mất một ngón cái, chỉ có thể dùng bốn ngón tay cầm thiên tàn lệnh, Trong vô cùng kỳ dị. Nam tử áo trắng kiểm tra thiên tàn lệnh một lượt, sau đó trả lại cho lão già họ Ngô. Tiếp đó, nam tử áo trắng lại cầm lấy thiên tàn lệnh trong bát của Cửu Cát, cũng kiểm tra một lượt, nam tử áo trắng trả thiên tàn lệnh lại cho Cửu Cát. Cửu Cát lật tay, cất thiên tàn lệnh vào túi chữ vật. Ngươi quả nhiên là người tu hành, lão già họ Ngô lạnh lùng nói ta đâu có nói ta không phải. Ngươi, lão già họ ngô nhất thời cứng họng. Chương 466, Tào Tháo rượt một CHUNZ 466, Tào Tháo rượt một hai vị bằng hữu. Phòng ốc trên tầng 2 đã ở kín người rồi, trên bong truyền chỉ còn một gian phòng, chỉ có thể ở được một người, hai vị, ai ở. Nam tử áo trắng hỏi, ta ở. Lão già họ ngô lập tức nói. Một lão đầu chẳng chút khách khí, dành trước một bước chiếm cứ một tầng phòng bong tàu. Cửu cát cũng không tức giận, đành dò hỏi, không còn phòng bong tàu vậy còn phòng nào khác không chỉ còn lại nhà kho dưới bong truyền thôi nay rời khỏi truyền còn 73 ngày sau này những người đến sau đều chỉ có thể ở trong nhà kho hoàn cảnh nhà kho cũng không tệ vấn đề duy nhất chính là không có cửa sổ không thấy được ánh mặt trời ngươi là một tên mù lo gì ánh mặt trời ở nhà kho phía dưới là vừa văn một lão đầu ở bên cạnh nói ngữ khí chẳng chút khách khí điều này khiến cho bạch y thanh niên có phần kinh ngạc bạch y thanh niên nhíu chặt lông mày hai người này cùng nhau mà đến hẳn là quen biết nhau nhưng lại tuyệt đối không ngờ tới lão già chọc đầu này lại cay nghiệt như thế. Ta tuy là gã mù, quả thực không cần ánh mặt trời, nhưng ta cần thông gió. Ở dưới bong truyền không khỏi ẩm ướt, vẫn là ở trên bong truyền tốt hơn, cửu cát thản nhiên nói. Nếu đã vậy, vậy hai vị muốn so luyện khí hay là so võ công? Bạch y thanh nhân mỉm cười nói. Vương triều đại càn vốn dĩ lấy võ làm đầu, một lời không hợp liền luận võ là chuyện thường tình. Nơi này là thiên tàn minh, nơi đây tô dùng luyện khí, bởi vậy ngoại trừ luận võ còn có thể so tài luyện khí. Ngô lão đầu nhìn kỹ cửu cát, thấy cây đàn tỳ bà sau lưng cửu cát. Đây là cửu khúc tỳ bà, vật phòng chế nhưng chế tác không tầm thường, người này rất có khả năng tinh thông luyện khí như lão. Huống chi Ngô lão đầu cũng rất muốn nhân cơ hội này tham dò thực hư của cửu cát, vì thế quyết đoán nói: "Sau võ công, có thể giết người không?" Cửu cát dò so hỏi. Lời vừa thốt ra, Của Ngô lão đầu bông chốc co rụt lại, tiếp theo là mặt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Đương nhiên là không được, hai vị đầu là khách quý của Thiên Tàn Minh ta, tất nhiên phải điểm đến là rừng bạch y thanh niên nói điểm đến là rừng cũng được cửu cách gật đầu đáp mời hai vị đi theo ta bạch y thanh niên dẫn theo hai người đi tới bong triển hai vị chưa ký giấy sinh tử chỉ là luận bàn bình thường chớ nên hại tính mệnh đối phương nếu thật sự có ý định giết người ta sẽ lập tức kéo vang hiệu lệnh đến lúc đó phủ thành chủ sẽ can thiệp kẻ giết người cũng sẽ bị giam giữ thậm chí sẽ bị xử trảm sau mùa thu mong hai vị tự biết cân nhắc bạch y thanh niên cao giọng cảnh cáo đồng la vang lên tỷ võ bắt đầu bạch y thanh niên lui về bên mạng thiền sau đó lấy đồng la và một cái bố khô nhỏ từ trong túi chữ vật ra hai vị chuẩn bị xong chưa bạch y thanh niên dò hỏi ồ một lão đồng vẻ mặt nghiêm túc quật đầu đông bạch y thanh niên gõ chiêng đồng trận đấu bắt đầu mô lão đầu võ túi chữ vật lấy ra một thanh trường kiếm sắc bén mảng sảng một tiếng trường kiếm rơi xuống mô lão đầu không có món cái căn bản không cầm được trường kiếm lão già này đúng là phế vật trên lầu các tầng hai một nam tử mặt trắng không dâu nói bạch thi thanh niên cũng muốn cười nhạo nhưng lại bị hắn cố nhịn xuống vật gì rơi rồi cửu cát hỏi sau khi tiếng chiêng đồng vang lên trên lầu các tầng hai và tầng cao nhất đầu có người quan sát những người này nhìn thấy ngô lão đầu vậy mà làm rơi cả kiếm trong tay nha nhao cười nhạo không thôi trong mắt ngô lão đầu lóe lên một tia xảo trá sau đó nhất chân đá vào trường kiếm rơi xuống đất trường kiếm bay vụt về phía bụng cửu cát cửu cát nghiêng người đồng thời gỡ tỉ ba từ sau lưng xuống trong nháy mắt như người cửu cát vừa vạn tránh thoát trường kiếm bay tới cũng không biết là may mắn hay là thần thông nghe tiếng đoán vị trí cửu cát đặt mông ngồi xuống trên người hắn không có ghế nhưng lại giống như ngồi trên ghế hư không mượn lực võ sư nhị phẩm sắc mặt ngô lão đầu đại biến không chút do dự hô lên ta nhận thua thùng 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 cửu cát dùng chỉ pháp kỳ dị ấn xuống dây đàn không chút do dự cửu cát phát động công kích sóng âm dưới nước sóng âm dưới nước có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng song âm trên mặt nước lại vô hình Song âm vô thanh vô tức đánh trúng mô lão đầu mô lão đầu biến sắc phụt mô lão đầu đánh rắm phục 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 phụt sắc mặt ngô lão đầu vặn vẹo liên tục đánh rắm bốn năm cái vì khách nhân này hắn đã nhận thua rồi ngài đừng ra tay nữa bạch y đệ tử vội vàng ngăn cản đông Cửu các cũng hướng về phía bạch y đệ tử đánh ra đòn tên bạch y đệ tử kia lập tức biến sắc ôm bụng bỏ chạy chương 467, Tào Tháo rượt 2 CHUNZ467, Tào Tháo rượt hai dẫn ta đi nhà xí. Mùa lão đầu cũng ôm bụng, chạy theo bạch y điện tử, cửu cắt rừng công kích sóng âm. Lần nữa đứng dậy. Dưới nước, cửu cắt đã sớm thử qua công kích sóng âm, tuy rằng có thể giết cá. Nhưng đối phó với con người có hiệu quả gì, con phải thử mới biết. Bây giờ ngô lão đầu tự mình đụng vào họng súng, đương nhiên phải lấy lão ta thử một lần. Còn về việc bại lộ tu vi, trên thiền này tuyệt đại đa số đầu là võ dư thượng tam cảnh, võ sư trung tam cảnh như ngô lão đầu ngược lại mới là số ít nếu cử cát che giấu tu vi giả bộ yếu đuối ngược lại có vẻ quá khác người còn không bằng dùng tu vi nhị phẩm kết giao với mọi người cũng dễ dàng thu thập được nhiều tin tức hơn ngược lại là ngô lão đầu tự hủy hoại thân thể tra trộn lên thiền hắc pháp chắc chắn là có mưu đồ như lão già này trời sinh tính tình cay nhiệt không muốn chịu thiệt chút nào hơn nữa lại muốn nhân cơ hội thăm dò cửu cát lúc này mới đồng ý quyết đấu trước mặt mọi người đương nhiên thực lực của ngô lão đầu không chỉ như vậy dù sao lão cũng người giỏi về luyện khí chắc chắn có lôi hỏa châu nhưng vì tranh giành một phòng trên bong tàu mà sử dụng lôi hỏa châu thì có vẻ hơi không lý trí sau khi ngô lão đầu nhận thua chạy thục mạng đi nhà xí lông mày cửu cát hơi nhíu lại công kích dòng âm của hắn chắc chắn là luyện sai rồi nghĩ đến tiểu câu hoàng hậu là nhân vật phong hoa tuyệt đại như vậy chắc chắn sẽ không bất nhã như thế cửu cát thật sự khó có thể tưởng tượng ra cảnh tượng tiểu câu hoàng hậu về đàn xung quanh một đám người đồng loạt, phong thích ra ngoài. Nếu là bất nhã như vậy, tiểu câu hỏa hậu tất nhiên sẽ không luyện, cho nên có thể suy luận ngược lại, hắn chắc chắn là đã luyện sai rồi. Nhưng vấn đề là sai ở đâu? Ngay lúc cửu cát đang cao mày suy nghĩ, một bạch y đệ tử khác cung kính tiến lên, chắp tay nói. Chúc mừng tiền bối thắng lợi, mời tiền bối đi theo ta. Tên bạch y đệ tử này dẫn cửu cát đi tới gian phòng cuối cùng trên bong tàu. Bạch y đệ tử từ bên hông móc ra một cái chìa khóa bằng đồng, mở cửa phòng bong tàu trong phòng bong tàu không có bài biện gì nhiều chỉ có một cái giường đơn một cái hỏng gỗ lớn còn có một cửa sổ bài kỳ đệ tử giao chìa khóa bằng đồng cho cửu cát cửu cát cất nó vào trong túi chữ vật vị khách quan này còn 73 ngày nữa truyền mới rời bến nay có thể ở lại trên truyền cũng có thể lựa chọn cờ dưới khoang truyền nếu ở trên truyền cứ 10 ngày phải nộp hai lượng bạc một tiểu đồng tử áo trắng nói hai lượng bạc ở người này cho dù so với khách điếm bên ngoài cũng coi như là rất rẻ cửu cát hài lòng nói vậy ngài muốn ở trên thuyền đúng vậy trước khi thuyền khởi hành một ngày ba bữa nếu dùng bữa ở trên thuyền còn phải thêm hai lượng bạc các ngươi có những món gì trước khi thuyền khởi hành chúng ta đều mang hộp đựng thức ăn từ quán rượu trên bến tàu lên thuyền khách nhân có thể tự mình chọn mỗi ngày một bát mì viên cá thêm một ít tiết là được cửu cát sức khoát móc ra hai lượng vàng hai lượng vàng tương đương với 40 lượng bạc số bạc này đủ để cửu cát sống trên thuyền trong ngày đa tạ khách quan sau khi thuyền khởi hành một ngày tốn bao nhiêu bạc sau khi thiền khởi hành tất cả chi phí đều do thiên tàn minh chỉ trả không cần thêm bạc ngươi là đệ tử thiên tàn minh sao thiên tàn minh là liên minh của các nguyện khí sư không phải môn phái cũng không thu nhận đệ tử chúng ta là đệ tử mão công được thiên tàn minh thuê tới để quản lý thiên hắc giáp bạch y đệ tử khiêm tốn nói đệ tử mão công đúng vậy chúng ta không làm việc lâu dài ở thiên tàn minh nơi nào trả tiền thì đi nơi đó điều này cũng không khác gì với công nhân mão công trong thành cho nên chúng ta được gọi là đệ tử mão công ta hiểu rồi ngươi ra ngoài đi ta muốn nghỉ ngơi một chút vâng khách quan bà ti mão công đệ tử gật gật đầu xoay người rời khỏi phòng đóng cửa phòng lại cửu cắt ngồi trên giường lộ vẻ trầm tư ngô lão đầu tự hủy hoại thân thể tra trộn lên thiền chắc chắn là có mưu đồ rốt cuộc lão già kia đang toan tính điều gì hơi vậy chỉ cần chú ý thêm một chút sớm muộn gì ngô lão đầu cũng sẽ lộ ra sơ hở hôm qua giải đàn cả đêm cửu cắt cũng có phần mệt mỏi hắn nằm xuống giường rất nhanh lý ngủ thiếp đi lúc chạng vạng đệ tử thiên tàn minh mang đồ ăn tới sau khi cửu cát dùng bữa xong Ung tỷ bà đi tới bong truyền trên bong thuyền đã có không ít khách nhân thiên tàn lệnh tụ tập những người này đầu không ngoại lệ trên người đều có huyết điểm cửu cát ngồi trên không trung thản nhiên để lộ ra thần thông hư không mượn lực của võ sư nhị phẩm chương 468, trăm ngọc thiên tật chương 468, trăm ngọc thiên tàm đinh định đang đang đỉnh định đang cửu cát đan bà tiếng đàn thu hút sự chú ý của mấy người gần đó một nữ tử che mặt một đại hán dâu quai nón cụt tay còn có một gã văn sĩ trung niên gần như đồng thời nhìn sang chính là người này có thể dùng âm luật khiến người ta bị tư chảy thật là thần kỳ chỉ nghe văn sĩ trung niên giới thiệu nữ tử che mặt mang mạng che màu trắng đi tới trước mặt cửu cát tự lực của nàng cũng đạt tới nhất phẩm không thua kém cửu cát nữ tử che mặt đứng trước mặt cửu cát quan sát hồi lâu sau đó chắc tay nói công phu ẩn giấu tu vi của công tử thật sự là lợi hại ta là thi tiếu nhiên đến từ nam lộc châu thương sơn không biết nên xưng hô với công tử như thế nào cửu Cát chưa bao giờ tu luyện công phu ẩn giấu tu vi nhất hồ túi người thiền khiến cho hắn đạt tới cảnh giới bách mạch thông suốt chân chính lúc này đây cửu Cát cố ý biểu hiện ra ngoài một loại cảm giác phản phát quy chân của cảnh giới tam hoa tụ đỉnh trương cửu cát đến từ bắc lộc châu thương sơn cửu cát dừng đàn đáp lời thì ra hai nhà chúng ta lại ở gần nhau như vậy thi tiếu nhiên mỉm cười nói đúng vậy cửu cát mỉm cười đáp lại cố ý để lộ tu vi kết giao bằng hữu cùng cóc bậc nhanh ngóng càng nhiều tin tức liên quan tới thiên tàng cung hơn đó chính là mục đích của cửu cát trong thế tục một số thương nhân vì muốn tìm kiếm cơ hội làm ăn cũng sẽ cố ý thổi phồng bản thân giả làm người giàu có đạo lý cũng giống như vậy tại hạ là mạnh lãng là đao phủ của phủ cực bắc tướng quân đại hắn cụt tay mạnh lãng tự giới thiệu tại hạ là ngô thiêm là một cơ quan luyện khí sư văn sĩ trung niên ngô thiêm chắp tay nói nhìn bề ngoài Ngô Thiêm không giống như người bị tàn tật. Cửu Cát Di nhớ việc này trong lòng, dù sao hắn cũng người mù, trực tiếp mở miệng hỏi cũng không thích hợp, nhưng cửu Cát có thể khéo léo tìm hiểu đáp án, chỉ nghe cửu Cát dò hỏi, "Xin hỏi ba vị bằng hữu, làm cách nào mà các vị có được thiên tàn lệnh? Không biết bằng hữu làm thế nào có được thiên tàn lệnh?" Văn Sĩ Trung niên Ngô Thiêm dò hỏi, "Một bằng hữu luyện khí sư tặng cho ta." Hắn nói với ta rằng, "Cầm thiên tàn lệnh đến bến tàu Bích Ba Thành, lên thuyền của Thiên Tàn Minh, là có thể đi tới Hải Mọi Thiên Tàn Cung." Từ đó chữa trị thân thể, khôi phục ánh sáng, cừu các giải thích, bằng hữu của ngươi thật là hào phóng, ta và yêu thú chiến đấu, bị mất một cánh tay, vì tướng quân kia tán thưởng ta, cho nên tặng thiên tàn lệnh, để ta tới đây chữa trị thân thể." Đao phủ mạnh lãng của phủ Cực Bắc tướng quân nói. "Ta bởi vì cùng người khác tranh đấu, vô ý làm hỏng dung mạo, trưởng lão trong tộc tặng cho ta một tấm thiên tàn lệnh, để ta tới đây khôi phục dung nhan." Thi thiếu nhiên nói. "Mọi người đầu đã giới thiệu, cuối cùng đến lượt Ngô Thiêm." ta dùng 5 con kim nguyên ngũ chảo mua được không biết ngô huynh bị thương ở đâu cửu cát dò so hỏi kỳ thật vừa rồi chúng ta cũng đang thảo luận chuyện này ngô huynh thoạt nhì không giống như người bị tàn tật ha ha chuyện này cũng không có gì khó nói mọi người đều là bằng hữu ngô thiêm nhẹ nhàng vén vạt áo lên phía dưới vạt áo là một cái chân giả bằng cơ quan thật tinh xảo vậy mà không khác gì chân thật thi tiếu nhiên kinh ngạc nói ngô huynh ngươi có chân giả tinh xảo như vậy hoàn toàn không cần phải đi thiên tàn cung Sao có thể như vậy được? Thân thể tắc ra. Đầu là do cha mẹ ban cho. Nếu có tổn hại, làm sao có thể không đi chữa trị? Hơn nữa, nếu chúng ta muốn võ đạo càng tiến thêm một bước, thân thể càng không thể có khuyết điểm. Mô Thiêm nghiêm túc nói. Quả thật là như vậy. Sau khi ta bị dãy tay trái, võ công cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng nếu muốn võ đạo tiến thêm một bước, ta vẫn cần phải chữa trị cánh tay này. Ba vị bằng hữu, rốt cuộc thiên tàn cung kia có chỗ thần kỳ nào? có thể khiến cho chúng ta khôi phục thân thể bị tổn thương. Tuy rằng ta đã tới đây, nhưng vẫn có phần khó tin. Cửu cát nói, ngươi không cần lo lắng, chuyện này là thật. Tấm thiên tàn lệnh trên tay ta là do Trần Quảo Tướng Quân tự mình ban cho. 300 năm trước, đan điền của Trần Tướng Quân bị trọng thương, ông ấy ông tâm lý thử một lần, leo lên thiền hắc giáp này, lúc ấy. Trên truyền cũng không có nhiều người như vậy, chỉ có hơn 10 người. Hơn nữa, chỉ có người cầm thiên tàn lệnh mới được phép tiến vào thiên tàn cung, tuy rằng trần tướng quân không có ngoại thương nhưng đan điền bị trọng thương cũng được coi như là tàn tật cho nên được phép tiến vào thiên tàn cung sau khi tiến vào thiên tàn cung ông ấy nhìn thấy một cây băng tinh ngọc thụ trên cây có một con băng tinh ngọc tàm chỉ cần bị con băng tinh ngọc tàm kia cắn một cái toàn thân người bị cắn sẽ kết cánh sau khi kết cánh người nọ sẽ rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng không biết thời gian trôi qua đợi đến lúc phá kén chui ra tất cả thương thế trên người đều sẽ khỏi hẳn bao gồm cả đan điền bị trọng thương đại hắn mạnh lãng cụt tay thao thao bất tuyệt. Nói ra tin tức mà cửu cát luôn muốn biết, chương 469, hắc giáp thiền khởi hành một mươi 469, hắc giáp thiền khởi hành một phương pháp chữa trị thân thể cho người tàn tật của thiên tàn cung, lại là để cho một con băng tinh ngọc tàm cắn một cái. Thiên tàn cung là liên minh của các luyện khí sư, vì sao phương pháp chữa trị thân thể lại không liên quan gì đến luyện khí? Cửu cát kỳ quái hỏi, ai nói cho ngươi? Thiên tàn cung nhất định phải liên quan đến luyện khí. nữa từ che mặt ánh mắt lóe lên, hỏi ngược lại thiên tàn cung thiên tàn lệnh thiên tàn minh còn được xưng là thiên tàn khí minh sánh ngang với ngọc hồ đan minh nếu thiên tàn cung này không liên quan gì đến luyện khí thật khiến người ta khó hiểu ta cũng thấy kỳ quái có điều ta và thi tiên tử đều không am hiểu luyện khí chúng ta chỉ vì chữa trị thân thể tàn khuếch mà đến cũng không muốn quản nhiều như vậy mạnh lạng nói không biết trương huynh có am hiểu thuật luyện khí không văn sĩ trung niên ngô thiêm dò hỏi ta là một gã mù làm sao nắm giữ thuật luyện khí được mô huynh thân là luyện khí sư chúng ta tiến vào thiên tàn cung còn xin được ngươi chiếu cố nhiều hơn ha 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 trương huynh xem ngươi nói kìa, đi thiên tàn cung căn bản không có nguy hiểm cũng chẳng có tranh đấu chỉ cần lên thiền hắc sắp Tiên sẽ đưa chúng ta bình an vô sự đến đảo sau khi lên đảo thiên tàn cung sẽ mở ra đến lúc đó chúng ta xếp thành hàng mỗi người bị băng tầm cắn một cái là được mạnh lãng hào sảng nói không sai lần trước đến thiên tàn cung cũng chưa từng nghe nói qua bất kỳ nguy hiểm nào xem ra lần này cũng sẽ không có không kỳ thật vẫn có nguy hiểm thi tiếu nhiên che mặt đột nhiên lên tiếng nguy hiểm gì ngô thiêm hơi khẩn trương hỏi nghe đồn nếu thân thể ngươi hoàn hảo không tổn hại gì bị băng ngọc thiên tàm cắn một cái sẽ vật cực tất phản sau khi kết kén không thể phá cánh mà ra cuối cùng chỉ hóa thành một phũng máu thi tiếu nhiên nói khi cô hương ngươi biết việc này từ đâu đại hán cụt một tay mạnh lãng tò mò hỏi lỗ đại sư của thiên tàn minh nói lát nữa đến đảo lỗ đại sư sẽ lại nói thi ra là thế vậy hủy dung đa niên bị tổn hao cũng tính là thân thể tật khuyết dung mạo bổn cô nương bị hủy há có thể không tính bốn người sau khi trò chuyện một hồi liên hạnh nhau cùng ra ngoài quán trọ dùng cơm cửu các vui vẻ rời đi bốn người cùng nhau xuống chuyển đến một tử lâu trên bến tàu ngô Thiên chủ động thanh toán lúc chạm vạo tối bốn người lại trở về hắc giáp truyền ai về phòng mấy cửu cát ở trong phòng tự nhốt mình cửu cát ngồi trên giường hồi tưởng lại những tin tức thu được hôm nay Kết sao được vài bằng hữu có tu vi tương đương, biết được rất nhiều tin tức hữu dụng. Thiên Tàng Cung không ngờ lại dùng một loại băng ngọc thiên tằm giúp người có khuyết điểm kết thành kén để khôi phục thân thể. Đây căn bản không phải thủ đoạn luyện khí, mà giống như thủ đoạn của cổ trùng hơn. đẳng cấp của băng ngọc thiên tằm kia nhất định rất cao. Nói không chừng có thể dùng khí tức cao như vậy để áp chế cổ trùng trong cơ thể mình, nhưng băng ngọc thiên tằm là một loại tằm, không phải trùng ăn thịt, không đủ hung dữ, cũng không chắc có thể áp chế được đến lúc đó gặp rồi xem băng ngọc thiên tầm kia thì tất nhiên sẽ rõ còn thiên tàn lệnh là do thiên tàn minh phát ra từ 300 năm trước cũng không phải được luyện chế vào 300 năm trước thời gian luyện chế vô cùng xa xưa may cả thi tiếu nhiên cũng không biết cừu các nhĩ tới nghĩ lui có mấy điểm nghỉ vấn Nhỉ vấn thứ nhất tại sao thiên tàn minh lại phát thiên tàn lệnh làm việc tốt cho những kẻ có khiếm khuyết trên thế gian động cơ rất quan trọng đệ tử mão công là vì bạc hoặc là tài nguyên tu luyện tại sao thiên tàn minh lại bỏ tiền túi ra làm việc tốt sau khi lên thiên tất cả đầu miễn phí từ xưa đến nay miễn phí là đắt nhất không hiểu rõ động cơ thực sự của thiên tàn minh trong lòng cửu các trước sau gì vẫn khó mà an tâm được nhỉ vấn thứ hai tại sao thiên tàn cung lại không liên quan gì đến luyện khí đây cũng điều khiến cửu cát bách tư bất đắc kỳ giải thiên tàn minh là liên minh của các luyện khí sư thiên tàn cung trên lý thuyết phải là tổng bộ của thiên tàn minh phải có vô số điển tịch về luyện khí thậm chí là bí kíp tối cao của luyện khí đầu được cất giấu ở thiên tàn cung thiên tàn cung phải là tác phẩm đang phong tạo cực của luyện khí sư làm sao có thể là nơi ngươi tầm được nhỉ vấn thứ ba lão ngô tự chặt một ngón tay cũng muốn trải trộn vào thiên tàn cung nhất định là có mục đích vậy rốt cuộc hắn ta muốn cái gì kỳ thực muốn biết lão ngô muốn cái gì rất đơn giản sư hồn cửu cát đột nhiên mở to mắt tâm nhãn cổ ở hốc mắt phải thò ra nửa thân chương 470, trăm hắc giáp truyền khởi hành hai chư 470 bốn trăm hắc giáp thuyền khởi hành hai năm năm tâm nhãn cổ phát ra tiếng tích chi ngươi rất khao khát phải không a năm đúng vậy lão ngô còn tinh thông thuật luyện khí chuyến này không lỗ chị thị ha 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 ta hiểu rồi ta hiểu rồi từ các nhắm mắt lại trên chắn đầy mồ hôi tân trí của tâm nhãn cổ đã cường đại đến mức này vậy mà lại chủ động khuyên hắn sư hồn ngày nay sớm muộn gì cũng đến cử các không ngờ lại đến nhanh như vậy tâm nhãn cổ đã không còn là công cụ nữa đinh định đang đang đinh định đang đang cừu các giày đàn tỳ bà hồi lâu sau tâm trạng mới bình ổn lại lúc này trời đã tối cừu các cởi bỏ y phục giấu túi chữ vật ở bên hông tay cầm cừu khúc tì bà nhảy ra khỏi cửa sổ hắn nhẹ nhàng rơi xuống nước không hề tạo ra một gợn sóng thi triển thiên cân trụi cừu các chìm xuống đáy nước ban nhỉ vấn liên quan đến thiên tàn cung kỳ thật cũng không có quan hệ gì lớn đối với hắn việc hắn cần làm rất đơn giản đó là nghĩ hết mọi cách để mở không khiếu giải quyết triệt để nguy hiểm do cổ trùng cắn trả đêm mới là mục đích căn bản của hắn bởi vậy vấn đề cốt lõi chỉ có một nếu hắn để băng mọc thiên tầm kia cắn một cái liệu có thể mở không khiếu hay không hình như không được khó khăn gian nan trùng trùng cửu các nẩng đầu nhìn lên mục tiêu mà hắn theo đuổi ở ngay trên đỉnh đầu mục tiêu kia trao lơ lửng trên không trung nhưng hắn lại không có cánh trái lại còn rơi xuống đáy nước khi nào mới có thể cá chép vực vũ môn hóa rồng đinh định đang đang đỉnh đinh đang đang cửu cát ở dưới đáy nước dày đàn tỳ bà tiếng đàn tỳ bà dưới nước mang một tiết tấu riêng tiết tấu nặng nề mà bi thương nhưng lại ẩn chứa một tia hy vọng kiên định ung ục ung ục ung ục ung ục miệng cửu cát phun ra rất nhiều bong bóng miệng hắn liên tục đóng mở hắn vậy mà lại hát dưới nước vạn dạng đường đi tìm mộng một khúc ca dưới nước ngàn năm tìm kiếm mấy lần khách từ trên trời tiếng đàn dưới nước hóa thành những đợt sóng âm như có thực chất chậm rãi lan tỏa những con cá lớn cá bé ở gần đó bị sóng âm tẩy lễ không những không chất mà còn bơi về phía cửu cát vây quanh hắn giống như những giải lộ màu sắc rực rỡ cừu cát lại có thêm lĩnh mộ mới về công pháp sóng âm nhưng lúc này hắn đã không còn tâm trạng một khúc nhạc kết thúc lũ cá nhỏ giống như những giải lộ màu sắc rực rỡ tản đi cừu cát ung tỳ bà vẻ mặt u sầu hắn ngẩng đầu nhìn lên từ đáy nước nhìn về phía bầu trời đêm tối đen tiểu câu hoàng hậu ngươi có thể nói cho ta biết ta nên làm gì bây giờ không đúng lúc này một thân hình yếu điệu từ trên trời rơi xuống không thể nào tiểu câu hoàng hậu nữ tử kia không rơi xuống nước mà một cước dâm lên mặt đất lấp lánh là thi tiếu nhiên tuy kiểu cách đang ở dưới nước không nhìn rõ trang phục của nàng nhưng chỉ cần dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết đó tuyệt đối không phải là tiểu câu hoàng hậu lúc này nữ võ sư trên thiền chỉ có một mình thi tiếu nhiên chẳng lẽ nàng ta cũng muốn luyện công dưới nước rồng hắn chỉ thấy thi tiếu nhiên chậm rãi chìm xuống nước trên người nàng lóe lên linh quang vậy mà lại hóa thành một con cá trên người thi tiếu nhiên nhất định có một kiện pháp y lợi hạn pháp y này không chỉ có thể giúp nàng bơi nhanh trong nước mà còn có thể biến thành cá đen sau khi biến thành cá đen tốc độ bơi của thi tiếu nhiên rất nhanh nước chảy qua thân thể nàng không hề phát ra một chút tiếng động nào thi tiếu nhiên chỉ biến thành cá đen nàng ta không thể hô hấp dưới nước pháp y này chỉ giúp nàng ẩn nấp trong nước thi tiếu nhiên bơi đến bên dưới trấn hải bảo truyền của đại can vương triều trấn hải bảo truyền cao gần 10 tầng neo đậu ở khu vực gần biển của thông hải hà giống như một tòa thành lớn cho dù trấn hải bảo thiền không ra khơi trên truyền cũng có một gã võ tiên trấn thủ thi tiếu nhiên nhân đêm tối tiếp cận chỉ có thể dùng cách này mới không bị võ tiên phát hiện thi tiếu nhiên không trở lên trấn hải bảo truyền mà bơi vòng quanh trấn hải bảo truyền một vòng cuối cùng đến đuôi truyền nửa ngày sau thi tiếu nhiên lặng lẽ rời đi trở về hắc giáp truyền của thiên tàn minh Cứu các bò đến đuôi thuyền của trấn hải bảo truyền phát hiện đuôi truyền lộ ra trận văn cực lớn thi tiếu nhiên nửa đêm canh ba chạy đến đây thì ra là vì nghiên cứu trận văn nàng ta còn nói mình không hiểu luyện khí cửu cát đứng trên cánh quạt lớn của trấn hải bảo truyền hai mắt híp lại ban ngày cửu cát ngủ trên giường đến tận trưa mới thức dậy sau khi thức dậy hắn trò chuyện ăn cơm cùng mấy người bạn cuối cùng giải đàn trên thiên giả mù nhanh chóng đến tối chương 471, thiên tầm cung một chương bốn trăm bảy mươi một thiên tầm cung một đêm xuống cửu cát xuống nước luyện đàn khoảng một hai khúc nhạc sao thi tiếu nhiên mặc pháp y vảy cá từ lầu các hai tầng nhảy xuống nước sau khi xuống nước nàng ta đi thẳng đến chấn hải bảo truyền nghiên cứu trận văn trên thiền từ sau lần đầu tiên đi theo cửu cát không đi theo thi tiếu nhiên nữa thi tiếu nhiên che giấu thân phận luyện khí sư đến tột cùng là có mục đích gì cửu cát không muốn biết dù sao cũng không liên quan đến hắn có thời gian rảnh rỗi đó chi bằng nghĩ cách đột phá đến cổ tiên nghĩ cách mở không khiếu nếu thật sự không biết phải làm sao vậy thì xuống nước luyện tập công pháp sóng âm của tiểu câu hoàng hậu biết đâu luyện tập một thời gian sẽ đột phá thời gian trôi qua rất nhanh hơn hai tháng thoáng cái đã trôi qua trong hơn hai tháng này lại có thêm hơn người người đến những người này chỉ có thể ở dưới bong truyền cửu cát âm thầm tính toán khách của thiên tàn minh trên hắc giáp truyền chỉ có khoảng hơn 40 người cộng thêm đệ tử mão công và lỗ kim thành lỗ đại sư vị trưởng lão duy nhất của thiên tàn minh tổng cộng không quá 60 người cánh bồn dương lên hắc giáp thuyền cuối cùng cũng khởi hành lỗ kim thành mặc hắc y đứng trên mũi truyền chỉ huy thuyền đi biển rộng minh mông hắc giáp thuyền cưỡi gió băng sóng Lỗ Kim Thành đứng trên đầu truyền, tay cầm là bản cơ quan xác định phương hướng. Trên một cột buồng cao mất trên đầu truyền hắc giáp thiền, có một người mù ôn đàn, đang nghênh đón gió biển dày đàn đỉnh định đang đang. Trên lầu 2, một nam tử trẻ tuổi mặt trắng không dâu lẫy từ trong túi chữ vật ra một tờ giấy vàng, trên giấy là một tờ lệnh truy nã, trên lệnh truy nã vẽ một người mù. Lệnh truy nã này đã được gỡ xuống từ 3 tháng trước, nhưng nam tử này vẫn giữ một tờ trong túi chữ vật, mặc dù dung mạo trên tranh vẽ và người thật không quá giống nhau nhưng gian trung lại chắc chắn người mù này chính là người trong lệnh truy nã dù sao một người mù có võ công cao cường thật sự quá ít e rằng trên đời này chỉ có một mình hắn mù tờ lệnh truy nã trong tay bốc cháy hóa thành cho bụi đốc chủ muốn làm việc lớn hiện tại không phải lúc bắt trộm vặt hắc giáp thiền cưỡi gió băng sóng hai tháng sau đến một hòn đảo hoang hình tròn hắc giáp thiền dừng lại trong bến cảng tự nhiên của đảo hoang lỗ kim thành lỗ đại sư của thiên tàn minh đứng trên một đài cao của đảo hoang nói với mọi người thời gian ta đã tính toán vô cùng chính xác để phòng ngừa bất chắc ta đã cố ý đến sớm nửa canh giờ và lúc chính ngọ thiên tàn cung sẽ xuất hiện từ trong hư không đến lúc đó mọi người có thể tiến vào thiên tàn cung khôi phục thân thể bị thương mọi người lần lượt xuống chuyển, đứng ở chỗ này không được ổn qua lỗ kim thành nói ta nghe trần tướng quân nói 300 năm trước trên đảo cây cối xanh tươi không phải là một hòn đảo vị trí thiên tàn cung xuất hiện mỗi lần đều không giống nhau lỗ kim thành giải thích Nay khi mọi người đang nghị luận mọi người nhìn xem trên trời có vân chu mọi người nhao nhao mởng đầu trên bầu trời trong xanh vạn dặm một chiếc bạc vân thiên chu đang từ từ hạ xuống vốn một nam tử mặt trắng không dâu đột nhiên bắn ra một mũi tên lửa hiệu mũi tên lửa hiệu nổ tung giữa không trung trở thành tín hiệu mọi người đầu nhìn sang nam tử mặt trắng không dâu kia cười khẩy nói tạp ra cũng không giả vờ nữa cửu thiên tế có hứng thú với băng tằm cơ hội lập công cho triều đình của các ngươi đến rồi tích đó không xa cửu thiên tế hạo lâu chủ lý thái ấn Cửu Cát nhíu mày nhỏ giọng nói, tên họ sẵn kia từ lúc lên thiền đã âm dương quái khí, ta sớm biết hắn có vấn đề, không ngờ lại là vấn đề lớn như vậy. Độc thủ đao khách mạnh lãng cũng lẩm bọc, phiền phức rồi. Thi Khúc Nhiên đao mạng che mặt nói, đúng là phiền phức rồi. Ly thai ấn kia nếu như khôi phục được Hùng Phong Nam tử, nhất định sẽ gây họa cho hoàng cung. Chúng ta có thể xem như người trong cuộc. Trung niên văn sĩ Ngô Khiêm vảy mặt nghiêm nghị nói. Lời này vừa nói ra, ngay cả Cửu Cát đang nhắm mắt cũng nhìn về phía Ngô Khiêm, Ngô Khiêm phân tích rất đúng. Ly Thái Ấn lần này khôi phục Hùng Phong Nam Tử nếu như thất bại thì thôi, nếu như thành công, ở đây có một người nào là tính người đó, tất cả đều phải chất. Ục ục, ục cục, ục cục, mỗi người đều đang mất nước miếng. Cửu các sắc mặt trắng bệch, đường hoàng, còn có thủy tức cổ, cùng lắm thì nhảy xuống biển bơi về, thi khúc nhiên. Mại lãng và Ngô Khiêm, tuy rằng đều sắc mặt trắng bệch, thân sắc nghiêm nghị nhưng vẫn giữ được lý trí cơ bản. Cửu cắt lui về phía sau hai bước, dấu thân hình sau lưng trá hắn độc thủ mạnh lãng sau lưng cửu cát chính là bìa rộng minh mông chỉ cần nhảy xuống chương 472, thiên tầm cung hai chương bốn trăm thiên tầm cung hai cho dù lý thái ấn kia là chân tiên cũng chỉ có thể chừng mắt nhìn trước bạc vân thiên chu tỉnh xảo chậm rãi hạ xuống như được một đám mây lành nâng đỡ lý thái ấn lý công công tóc bạc phơ mặc trường bảo đen thiêu kim văn đứng trên lầu ba của vân chu ngồi trên ghế bằng gỗ đàn hương màu vàng kim nhìn xuống mọi người với ánh mắt khinh thường thiên hạ trên lầu 2 của Vân Chu, có hai gã cầm y võ tiên. Một người mặc bạch bào thiêu kim văn, người kia mặc hồng bào thiêu kim văn, hai người ngồi trên thế bằng gỗ đàn hương màu đỏ son. Trên bông truyền tầng 1 của Vân Chu có hai mươi mấy tên thái giám mặc bạch bào khoác hắc sang, tất cả đều ngồi trên ghế bằng gỗ đàn hương màu đen, mỗi người đều có tu vi thượng tam cảnh. Mọi người yên tâm, Lý Công Công sẽ không diệt khẩu đâu. Cửu Cát nhào giọng nói sau lưng mạnh lãng, "Tại sao?" Thi Khúc Nhiên hạ thấp giọng hỏi lại, "Lý Thái Ấn nếu như khôi phục được hùng phong nam tử, nhất định là muốn thay thế thánh hoàng, đã muốn trở thành thánh thượng, tất nhiên phải có khí độ của thánh thượng, sao có thể làm khó dễ những bách tính nhỏ bé như chúng ta, hơn nữa hắn mang theo nhiều thuộc hạ như vậy đến đây, sao có thể diệt khẩu." Cửu Cát phân tích, hô 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 hồ, hồ. có phần thú vị, ngươi mù như tâm không mù, là một người thông minh." Ly Thái Ấn ngồi trên ghế bằng gỗ đàn hương màu vàng kim, dùng giọng điệu yêu mị nói. Ly Thái Ấn đột nhiên nói một câu, đại đa số mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, mặt mờ mịt, chỉ có Cửu Cát Thi Khúc Nhiên và những người khác là vẻ mặt kinh hãi. Bọn họ cách xa bốn năm trăm mét. Cửu Cát nói chuyện lại vô cùng nhỏ tiếng, vậy mà có thể bị hắn nghe thấy. Cung nghênh Cửu Thiên Tuế Đại Giá Quang Long, Thái Giám giãn Trung dẫn đầu mọi người quỳ xuống. Sau khi giãn Trung quỳ xuống liền quay đầu lại nhìn, mọi người cách đó hai ba trăm mét. Lỗ Kim Thành hơi sững sờ, sau đó hai mối quỳ xuống. Lỗ Kim Thành vừa quỳ, những người còn lại cũng liền quỳ theo. Ồ, Ly Thái ấn mỉm cười gật đầu, có vẻ khá hài lòng. Tất cả đứng lên đi, Lý thái ấn phất tay như thánh thượng đương triều mọi người nhao nhao đứng dậy ai nấy đầu sợ hãi một lát sau giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang dự dàng quang mang hóa thành bảy màu từ từ mở rộng một tòa cung điện nguy nga xuất hiện trên đảo hoang hao khí lâu chủ lý thái ấn đang thưởng trà khi nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ này hà hóc mồm, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc rõ ràng sự thần kỳ của thiên tàn cung này đã vượt quá nhận thức của lý thái ấn cung điện từ hư hóa thực hoàn toàn đứng sừng sững trên hòn đảo nhỏ trên cung điện cho một tấm biển trên tấm biển có ba chữ viết rất mạnh mẽ thiên tàn cung Cử thiên túy thiên tàn cung đã xuất hiện võ sư nào có thiên tàn lệnh đều có thể tiến vào thiên tàn cung lỗ kim thành cung kính nói võ tiên không thể vào sao ly thái ấn hỏi cho dù có thiên tàn lệnh võ tiên cũng không thể tiến vào thiên tàn cung hô hồ hồ, hồ hồ nghe vậy ly thái ấn che miệng cười như một lão yêu phụ thiên tàn cung thiên tàn minh các ngươi thật đúng là biết tự mình tâng bốc mình chỉ bằng mấy tên thợ dành các ngươi có thể tạo ra thần điện như vậy thượng cổ thần cung như vậy sao có thể gọi là thiên tàn cung ly thai ấn đột nhiên đứng dậy phất tay áo một cái một đạo kiếm khí vô hình bay ra thiên tàn cung lóe lên một đạo pháp thuần màu xanh tuy nhiên pháp thuẫn màu xanh lại vỡ vụn như vỏ trứng Tâm. bảng hiệu thiên tàn cung bị chém đứt một nhát kiếm chém làm đôi tấm biển thiên tàn cung bị chém làm hai bốc cháy gần như chỉ trong nháy mắt đã hóa thành cho bụi thiên tàn cung phía sau thanh sắc thiên tàn cung ẩn giấu ba chữ viết bằng lưu ly kim tự thiên tầm cung ba chữ lưu ly kim tự này tỏa ra hào quang bảy màu chất liệu của tấm biển và chất liệu của cung điện hoàn toàn giống nhau so sánh hai bên có thể thấy rõ ràng tấm biển thiên tàn cung bằng gỗ môn trước đó là được thêm vào sao ha 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 có phần thú vị thượng cổ thần cung thiên tiên trí bảo như vậy sao có thể là thứ mà thiên tàn minh các ngươi có thể luyện chế tạp ra muốn xen thử xen bây giờ tạp ra có thể vào được hay không Ly Thái ấn che miệng cười khẽ, sau đó hóa thành một đạo lưu quang xông vào đại môn Thiên Tầm Cung. Cánh cửa lưu ly của Thiên Tầm Cung tự động mở ra, cửa ra vào có lưu quang như thác nước, Ly Thái ấn đi vào trong lưu quang, sau đó xuyên qua. Tao vèo vèo, ly Thái ấn hóa thành tàn ảnh chạy khắp nơi trong Thiên Tầm Cung, nhưng Thiên Tầm Cung lại như ảo ảnh, xuyên qua người hắn. Ô, thú vị. ly Thái Huệ chậm chậm bay trở về phía trên bạc vân thiên chu. Chương 473 Tiến vào thiên tầm cung một mươi 473 Tiến vào thiên tầm cung một chỉ thấy y bưng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi phân phó, đi giúp ta lấy băng ngọc thiên tầm ra. Hai vị đô thống ở lầu các tầng 2 đứng dậy, hành lễ với Lý Thái huyện mà rằng, tất nhiên không phụ sự nhiều vào của thiên tuế. Hai vị đô thống gọi hơn 20 thái giám áo gấm đến trước người dẫn do một phen. Trước mặt cửu thiên tuế là lúc để cho các ngươi thể hiện rồi. Dưỡng binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, các ngươi tuyệt đối không được phụ sự nhiều vào của cửu thiên tuế băng ngọc thiên tầm là để cho cửu thiên tế dùng cho dù là ta cũng không dám nghĩ đến nếu các ngươi dám ở bên trong mà vọng tưởng hưởng dụng thì hãy coi chừng cái đầu của mình hơn 20 tên thái giám áo gấm dồn dập gật đầu thi triển khinh công mỗi người đều đạp chân lên không trung đi về phía thiên tầm cung hơn 20 tên thái giám áo gấm này đều là võ sư từ nhị phẩm trở lên những võ sư này xâm nhập vào trong màn sáng lưu ly ở cửa lớn thiên tầm cung linh quang lóe lên rồi biến mất sau khi lý thái huệ dùng một kiếm pha vỡ một tầng trận pháp mà thiên tàn minh bố trí bên ngoài thần cung chỉ cần là một võ sư cho dù không cần thiên tàn lệnh cũng có thể đi vào thiên tàm cung nghi vấn thứ hai của cửu cát đã sáng tỏ thiên tàn cung vốn chính là thiên tàm cung Người của thiên tàn minh đã phát hiện ra tòa thần cung thượng cổ này vì vậy đã dùng thuật luyện khí của bản thân khảm trận pháp vào bên trên thần cung thượng cổ khiến cho thiên tàm cung biến thành thiên tàn cung đây chính là nguyên nhân trong thiên tàn cung không có truyền thừa luyện khí mà chỉ có bằng ngọc thiên tàm bây giờ cửu cát còn lại hai nghi vấn một là nguyên nhân thiên tàn minh phân phát thiên tàn lệnh để cho người tàn tật trong thiên hạ tiến vào thiên tằm cung khôi phục thân thể hai là ngô lão đầu không tiếc tự hủy hoại thân thể rốt cuộc là muốn làm gì hai nghi vấn này chỉ thoáng qua trong đầu cửu cát liền bị hắn loại bỏ bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ đến những điều này bản thân có thể vào được thiên tằm cung hay không còn chưa biết được thời gian cứ thế trôi qua tức chừng một canh giờ sao tại sao đàm ót con này còn chưa ra ngoài lý thái huệ không nhịn được nữa lớn tiếng quát cửu thiên tuế bất giận cho dù đám nhãi nhép này có gan to bằng trời cũng không dám hử dụng băng ngọc thiên tầm trước mặt ngài chẳng lẽ thiên tầm cung này đã xảy ra biến cố gì vị đô thống áo đỏ suy đoán lý thái huệ lộ về trầm ngâm chợt hỏi bọn chúng mang theo lương thực được bao lâu cái loại là lương thực này cũng giống như cá kho tiết canh kho tương đương với những thứ được cất trong túi chữ vật của cửu cát hơn 20 tên thái giám áo gấm kia đều có được vô cực cổ ngươi có thể không cần ăn nhưng cổ trùng lại không thể không ăn nếu để cho cổ trùng bị đói thì sẽ bị phản phệ ngay lập tức bình thường những thai dám có được vô cực cổ ít nhất cũng phải mang theo lương thực đủ dùng cho một tháng chỉ nghe vị bạch y đô thống nghiêm mặt đáp bẩm cửu thiên tế để thúc giục bọn chúng nhanh chóng mang băng ngọc thiên tàm ra cho thiên tế hửa dụng trên người bọn chúng đều không mang theo lương thực nhiều nhất là một ngày sẽ có người trong lòng ngứa ngay khó chịu nhiều nhất là hai ngày tất cả đều sẽ chết trong bí cảnh nghe vậy lý thái huệ cao mày hắn ta dùng một kiếm chém đứt tấm biển mà thiên tàn minh dựng ở nơi này vốn nghĩ rằng chỉ phá vỡ trận pháp bên ngoài lại không ngờ rằng ngay cả trận pháp bên trong cũng bị xáo trộn theo chỉ thấy lý thái huệ đột nhiên biến mất khỏi ghế gỗ màu vàng trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau lỗ kim thành vô cực diệu pháp công dụng của vô cực cổ lúc trước cửu cắt từng giết một tiểu thái dáng nên biết đến loại thần thông gia tốc này nhưng hắn không biết đây là thần thông kèm theo của cổ trùng về sau chu thiếu từng tìm được cửu cát nói cho hắn biết về bí mật của vô cực cổ lô này cửu cắt mới biết đến vô cực cổ vô cực cổ tim mạnh nhưng nếu cây ghép nó vào trong cơ thể, sẽ có điều không ổn. Lỗ Đại Sư Hãy nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết. Giọng nói của Lý Thái Huệ như gió lạnh thổi bên tai Lỗ Kim Thành. Lỗ Kim Thành vội vàng quỳ xuống, nảy mặt sợ hãi nói. Cửu thiên túy ta ở thiên tàn binh cũng chỉ là một chấp sự nho nhỏ. Ta chỉ biết nơi này là thiên tàn cung, 300 năm mới xuất hiện một lần. Nhiệm vụ của ta là dẫn dắt những luyện khí sư có thiên tàn lệnh tiến vào thiên tàn cung. Để có được truyền thừa của thiên tàn cung, đừng hòng lừa gạt ta, nơi này rõ ràng là thượng cổ thần cung làm sao có thể có truyền thừa của thiên tàn minh các ngươi chứ chương 474, tiến vào thiên tầm cung 2 chunz 474 tiến vào thiên tầm cung hai điều này ta cũng không biết thiên tàn minh chúng ta 300 năm lại đưa một nhóm người đến đây lúc đầu chỉ yêu cầu là luyện khí sư có thiên tàn lệnh là được về sau những luyện khí sư tiến vào thiên tàm cung đều không thu hoạch được gì vì vậy bọn họ đã bán thiên tài lệnh trong tay cho một số người tàn tật với giá cao những người tàn tật này có thể lợi dụng băng ngọc thiên tằm để khôi phục thân thể chân ra những luyện khí sư tiến vào thiên tầm cung ngày càng ít có điều dù sao đây cũng truyền tống 300 năm một lần thiên tàn binh chúng ta vẫn luôn kiên trì đương nhiên cũng không quá coi trọng nay xem ngay cả một gã võ sư nhất phẩm cũng không có chỉ có một mình ta là võ sư nhị phẩm chủ trì việc này cũng đủ biết thái độ của thiên tàn binh chúng ta đối với việc này rồi lỗ kim thành vội vàng giải thích lỗ kim thành nói rất lớn tiếng không hề kiêng rẻ ai cửu cắt tất nhiên cũng nghe rõ ràng ta đã hiểu lý thái huệ thở dài nói vâng 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 lỗ kim thành cúi đầu khom lưng nói ngươi đúng là kẻ vô dụng lý thái huệ lẩm bẩm một câu ngay sau đó lỗ kim thành bị tây kiếm cắt thành vô số mảnh nhỏ ở khoảng cách gần như vậy không ai nhìn thấy lý thái huệ đã xuất kiếm như thế nào cứ như thể trong tay y đang cầm một thanh kiếm vô hình vậy dù sao lỗ kim thành cũng võ sư nhị phẩm thế nhưng hồ thể huyền cương trên người gã lại không có chút tác dụng nào trong ánh mắt kinh hãi của tất cả võ sư tàn tật có mặt trong ánh mắt hâm mộ của hai vị bạch y đô thống và hồng y đô thống lý thái huệ bắt đầu nhai nuốt từng miếng thịt nhỏ thật đáng sợ những võ sư tàn tật có mặt đầu rụt người lại thậm chí có người còn lộ vẻ kinh hoàng chỉ có hai người là không có phản ứng gì một người là thi tiếu nhiên nàng ta là nữ nhân ngươi còn lại là cửu cát hắn là người mù nhìn vị đại thái dám gian tiếng lễ lừng này thản nhiên ăn thịt người trước mặt mọi người ngon đến thế sao thi tiếu nhiên bột miệng hỏi nàng ta chỉ lẩm bẩm một mình cho dù là người bên cạnh cũng không nghe thấy Khẽ nhưng, đại thái giám Lý Thái Huệ lại nhìn về phía Thi Tiếu Nhiên, khóe miệng mang theo ý cười nói: "Món ngon tuyệt thế." Thi Tiếu Nhiên khẽ biến sắc, may mà nàng ta đang đeo mạng che mặt. Lý Thái Huệ chậm rãi ăn hết một đoạn ruột non trước mặt mọi người, sau đó nhìn mọi người với ánh mắt nghị hoặc, nói: "Tất cả các người, hãy vào trong đó cho ta." Mang băng ngọc thiên tầm ra đây, nếu Úc đi ra mà không mang theo băng ngọc thiên tầm, kết cục cũng giống như tên này. Lý Thái Huệ quay đầu nhìn hai tên đô thông phía sau, hai tên đô thống có làn da trắng nõn khuôn mặt âm nhu kia đang ra sức mốt nước miếng rõ ràng bọn chúng cũng đang thèm thuồng đến chảy nước dãi chúng ta chúng ta là đệ tử mão công cũng phải đi sao một tên đệ tử áo trắng run rẩy hỏi ngươi có thể không đi ở lại đây để cho ta hưởng dụng tướng mạo xinh đẹp thế này ta còn có thể mang theo bên người tương lai nhất định phong quang vô hạn ly thái huệ ôn nu nói tất cả mọi người đầu chen trúc đi về phía thiên tầm cung vị đại thái giám này thật sự quá đáng sợ ở bên cạnh hắn ta thêm một giây, là sẽ thêm một phần nguy hiểm. Nhờ vào khinh công tuyệt diệu, Cửu cắt đi theo thi tiểu nhiên. Nã đại hắn một tay tiên mạnh lang, còn có luyện khí sư Ngô Thiêm. Cùng nhau xông vào cánh cửa lớn như màn nước của Thiên Tầm Cung. Trong nháy mắt tiếp theo, Thiên Địa đảo lộ. Cửu cắt đến một bụi cây, ngẩng đầu nhìn lên, xung chung quanh đều là núi xanh, bên cạnh không có ai khác. Trước khi tiến vào Thiên Tàn Cung, Cửu Cát đã nghe ngóng về cảnh tượng bên trong Thiên Tàn Cung, Thiên Tàn Cung không lớn bên trong chỉ có một cái ao hình tròn trong ao có một cây băng tinh ngọc thụ trên cây có một con băng ngọc thiên tằm. sau khi tiến vào thiên tàn cung chỉ cần xếp hàng để cho nó cắn một cái là được vô cùng yên bình không cần phải tranh đấu gì cả chỉ cần bị cắn một cái sẽ giống như con tằm nhà tớ kết kén đến khi phá cái mà ra cho dù là rẽ tay lãi chân hay là đan điền bị hỏng đều có thể hoàn toàn khôi phục thế nhưng hiện tại thiên tằm cung lại to lớn như một thế giới khác cừu cách ngẩn người một lúc hắn nghe thấy tiếng chim khổng lồ võ cánh vội vàng trốn vào bóng cây len lén nhìn lên bầu trời rất sáng không có mây cũng không có mặt trời ố một con chim lửa khổng lồ thân dài ba trượng xài cánh sáu trượng bay qua đỉnh đầu cửu cát cửu cát cuộn tròn người lại cẩn thận tránh né tầm mắt của con chim lửa này nhìn vào kích thước của con chim lửa này tay rằng thực lực của nó không thua kém gì võ sư tiên thiên có thể gọi là đại yêu chương 475 âm 3 nhập nương lên 475 âm ba nhập não nếu cửu các tùy tiện lộ diện hoặc là ngự không phi hành chắc chắn sẽ bị con chim lửa này giết chất nói một kích loại chim yêu có thân hình to lớn như vậy mỗi ngày đầu phải ăn một lượng lớn thức ăn trong khu rừng núi rộng lớn này chắc chắn có rất nhiều dã thú số lượng dã thú nhiều như vậy không chỉ có thể nuôi sống một con đại yêu mà còn có thể nuôi sống rất nhiều tiểu yêu khác hy vọng con chim yêu này là tồn tại đứng đầu trong bí cảnh thiên tầm cung nếu không bí cảnh này cũng quá lớn rồi tệ âm một tiếng thất thải quang mang ấy lên một nữ tử có thân hình thướt tha rơi xuống một đầm nước nàng ta chính là thi tiếu nhiên đột nhiên một con cá sấu khổng lồ từ dưới đầm nước lao lên há hàm răng sắc nhọn cắn về phía thi tiếu nhiên khi tiếu nhiên vội vàng lùi về phía sau đồng thời ném lôi hỏa trâu trong tay ra ngoài âm một tiếng lôi hỏa trâu nổ tung trong miệng con cá sấu máu tươi và sóng nước bắn tung tóe thi tiếu nhiên ở gần đó cũng bị hất văng ra ngoài lúc thi tiếu nhiên rơi xuống đất con cá sấu khổng lồ kia đã chết giết chết một con tiểu yêu thi tiếu nhiên không đi lấy yêu đan mà vội vàng trốn vào một bụi cây khi triển pháp y che giấu thân hình âm một tiếng vang thật lớn tiếng nổ của lôi hỏa châu truyền đi rất xa cửu cắt đang không biết nên đi về đâu cũng nghe thấy tiếng nổ ngươi hỏa châu nổ tung có nghĩa là ở nơi phát ra tiếng nổ chắc chắn có võ sư điều này cũng có nghĩa là vừa mới tiến vào bí cảnh thiên tầm cung đã có người sử dụng lôi hỏa châu xem ra bí cảnh thiên tầm cung còn nguy hiểm hơn so với tử tượng bên cạnh đầm nước có cá sấu khổng lồ Thi Tiếu Nhiên vừa mới trốn đi, nàng ta thầm may mắn vì bản thân đã nhanh tay lẹ chân, kịp thời trốn thoát. Lúc này, hai tên thái giám áo gấm mặt trắng không dâu đã đi tới bên cạnh đầm nước. Thân hình của bọn chúng di chuyển cực nhanh, giống như quỷ mị, như ảo ảnh. Hai tên thái giám áo gấm có đôi mắt phượng gần như giống hệt nhau. Quan sát chung quanh, nhưng lại không phát hiện ra Thi Tiếu Nhiên đang trốn ở một góc. Trên người con cá sấu này chắc chắn có thứ đó. Một tên thái giám áo gấm đột nhiên nói nhỏ, chắc chắn là có, hơn nữa còn rất ngon lành. Tên thái giám áo gấm còn lại nuốt nước miếng nói, vậy thì thứ này thuộc về ai đây? Đây chính là nguy yêu, ta còn chưa được nếm thử qua, ta cũng chưa từng được ăn. Như vậy đi, ta cho ngươi một trăm lượng hoàng kim. Một trăm lượng hoàng kim, Hừ hừ, ngươi nghĩ hay lắm, nhưng ở trong bí cảnh này, ta lấy hoàng kim để làm gì? Vừa dứt lời, một tên thái giám áo gấm hóa thành một đạo tàn ảnh, tên thái giám áo gấm còn lại cũng đồng thời biến mất. Chỉ vì một cái tín mà ngươi dám động thủ với ta sao? Hồ hiện tại ta không có đín, trong lòng đang khó chịu, kẻ nào dám tranh giành với ta, ta sẽ giết kẻ đó. Đô thống mà biết được, chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Đô thống, còn chưa biết có thể sống sót đi ra khỏi nơi quỷ quái này hay không nữa kìa. Lanh canh, lanh kênh, hai tên thái giám áo gấm đánh nhau ngay trên đầm lầy. Hai người ngươi đến ta đi. Nhanh như chớp giật, tốc độ của bọn chúng cực nhanh, giống như quỷ mị, như ảo ảnh. Thi tiếu nhiên trốn trong bụi cây nhìn đến ngây người, rốt cuộc hai tên thái giám này tu luyện loại võ công gì ma thần pháp lại quỷ dị như vậy đừng nói là xuất kiếm ngay cả thân hình của bọn chúng nàng ta cũng không nhìn rõ chỉ trong vòng bảy tám hơi thở hai tên thái giám áo gấm đều lùi về hai phía của đầm nước thở hồn hền vô cực của thần thông ti mạnh nhưng không thể nào thi triển liên tục chỉ trong thời gian ngắn người vừa rồi hai người bọn chúng đã thi triển vô cực của thần thông không dưới 10 lần nếu dùng loại thần thông này để chém giết võ sư cùng cấp bậc thì mười tiên cũng đã chết từ lâu rồi sau một phen giao chiến kịch liệt một tên thái giám áo gấm phát hiện bàn tay của mình đã bị thương nếu tiếp tục đánh nữa hai người đều không thể thi triển vô cực cổ thần thông mà không có vô cực cổ thần thông bọn chúng sẽ gặp nguy hiểm trong bí cảnh này tiểu lý tử coi như ngươi lợi hại tên thái giám kia xoay người rời đi thái giám áo gấm tên tiểu lý tử cũng không muốn đuổi cùng giết tận dù sao hai người bọn họ chỉ là tranh giành một cái đín mà thôi chỉ thấy tiểu lý tử nhảy xuống đầm lầy lật con cá sấu khổng lồ kia vài lần dùng tê kiếm cào cấu lung tung phía dưới bụng con cá sấu một lúc lầu sao tiểu lý tử sắc mặt trắng bệch đứng dậy lẩm bẩm nói kỳ lạ sao lại không có chẳng lẽ đây là con cái chương 476 quy tắc bí cảnh một chương 476 quy tắc bí cảnh một đúng lúc này tiểu lý tử nghe thấy tiếng bước chân hắn ta quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người mù cống cây đàn tỳ bà đang chậm rãi đi tới tiểu lý tử cảm thấy hai hốc mắt của mình như muốn rơi lệ đây nào phải là người mù rõ ràng là một cái tín đang đi tới. Chỉ nghe tiểu lý tử kích động nói, vị bằng hữu kia, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi ngay bây giờ đầu, trừ khi ta thật sự nhị không được nữa. Kỳ mới ra tay, hóa ra là một vị công công, cửu cát mỉm cười nói, vào được bao lâu rồi? Các ngươi đều vào được cả sao? Tiểu lý tử dịu dàng hỏi, cửu cát lấy vật phòng chế cửu khúc tỳ bà từ phía sau xuống, ngón tay lướt qua tỳ bà, phát ra tiếng len ken thùng thùng. Chỉ thấy cửu cát vừa dày vừa nói, tất cả mọi người đầu vào được. Thật sự, chính xác trăm phần trăm. Có phải ý ngươi là cho dù ngươi có hưởng dụng ta thì cũng có kẻ khác thế chỗ ta không? Tiểu lý tử đột nhiên biến sắc, đông. Cửu cát dùng chỉ pháp quỷ dị lướt qua giày đàn, cửu khúc tỷ bà phát ra một trận thanh âm quỷ di. Nghe thấy thanh âm này, tiểu lý tử bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt. Ngay trong nháy mắt hoảng hốt này, vân kính phi đao, lục khí hợp nhất, hồng quang chật lóe, xích diễm phi đao lướt qua chán tiểu lý tử xuất hiện một lỗ thủng trái đen tùy dịch trong đầu tha lỗ thủng chảy ra ngoài bịch một tiếng tiểu lý tử toi mạ cửu cắt phất tay thi triển thần thông mượn lực từ hư không thu hồi xích diễm phi đao vô cực cổ lợi hại cửu cắt vô cùng rõ ràng một khi phát động vô cực cổ thần thông đám cầu thái giám này sẽ thân như ảo ảnh đao kiếm khó thương tốc độ vân kính phi đao có nhanh hơn nữa cũng chưa chắc có thể giết được chúng muốn giết thái giám vô cực cổ trước tiên phải định trụ chúng ví dụ như lưới đánh cá hoặc là sóng âm công kích trải qua mấy tháng nghiên cứu cửu cắt đã điều chỉnh được tần suất sóng âm tấn công dạ dày khiến đối phương bị tiêu chảy là một loại tần suất tấn công não bộ khiến đối phương choáng váng lại là một loại tần suất khác sóng âm công kích của cửu cắt đã có thể trực tiếp nhập não sóng âm phát động không hề có dấu hiệu báo trước người trung chiêu sẽ hoảng hốt trong một hai hơi thở một hai hơi thở này đối với vân kính phi đao mà nói thực sự quá đủ trong mắt thi tiếu nhiên ẩn thân trong lùng cây bên cạnh đầm nước cũng run rẩy hai tên thái giám áo gấm kia thân hình như quỷ nị xuất thủ như ảo ảnh đã sớm khiến nàng kinh hãi muốn chết thế mà thái giám áo gấm lợi hại như vậy trước mặt người mù lại như tờ giấy một đao liền mất mạng Thi thiếu nhiên cũng không biết trước khi cửu các xuất thủ sẽ dùng âm ba nhập não thuật khiến thái giám áo gấm rơi vào trạng thái hoảng hốt trong một hai hơi thở này tên thái giám áo gấm kia chẳng khác nào bia ngắm xích diễm phi đao không chỉ sắc bén như nguyên từ phi đao còn mang theo thuộc tính thiêu lốt huyền cương hộ thể của võ sư nhị phẩm cũng như tờ giấy dễ dàng bị một đao đâm thủng mặt khác dòng âm công kích của cửu cát có tính chỉ hướng chỉ có hiệu quả trong phạm vi 10 trượng hình bán người trước mặt hắn song âm công kích không đánh vào người thi tiếu nhiên nàng cũng chỉ cho rằng trong lúc giải đàn cửu cát đột nhiên ra tay đánh lén thành công sau khi dứt tên thái giám này cửu cát đao tỉ bà lên lưng sau đó mò mẫm đi về phía thi thể thái giám lấy túi chữ vật từ trên người hắn xuống ai cửu cát hỏi là ta trong rừng bên cạnh đầm lầy truyền đến tiếng thi tiếu nhiên nàng và cửu cát vốn đã quen biết tuy kiểu cát đại triển thần uy giết chết thái giám áo gấm nhưng biểu hiện sau đó lại hoàn toàn là một người mù hắn mò mẫng tìm được thi thể thái giám áo gấm lấy túi chữ vật của hắn nhưng lại hoàn toàn không thấy cá sấu trong đầm nước một người mù võ công cao cường ở trong bí cảnh hoàn toàn có thể làm chỗ dựa cho mình vì vậy thì thiếu nhiên chủ động hiện thân pháp y trên người nàng là tĩnh mịch pháp y chỉ cần phát động trận văn pháp y và đứng im tại chỗ là có thể hòa mình vào hoàn cảnh chung quanh khiến nàng gần như tàng hình tĩnh mịch pháp y có hiệu quả tốt nhất trong rừng nếu ở trong nhà, hiệu quả ẩn nấp sẽ giảm đi rất nhiều, gần như không có tác dụng. Nay khi thi tiếu nhân lên tiếng, trạng thái ngụy trang của tĩnh bịch Pháp y tự nhiên được giải trừ, kỳ cô đường. Thì ra ngươi cũng ở đây, Ô, thi tiếu nhiên mỉm cười vật đầu, trong lời nói đã có thêm một tia câu lệ. Bên cạnh ngươi có một con cá sấu, hẳn là một con tiểu yêu. Thi tiếu nhiên nhát nhở, cử cắt nhắm mắt, lập tức lộ vẻ cảnh giác, hắn như tai lắng nghe như không thu hoạch được gì, vẻ cảnh giác biến thành nhì hoặc. Chương 477, Quy tắc bí cảnh 2 mươi 477, quy tắc bí cảnh hai con cá sấu này đã bị ta giết, vừa rồi bị tên thái giám kia kéo lên bờ. Thi Tiếu Nhiên giải thích, vẻ nghi hoặc của Cửu Cát biến mất, lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Thi Tiếu Nhiên cẩn thận quan sát sự thay đổi trên nét mặt Cửu Cát, tên này đích thực là bị mù thật, hắn có thể một đao giết chết thái giám áo gấm là bởi vì tên thái giám kia đã nói chuyện, để hắn dựa vào thuật nghe tiếng đoán vị mà xác định vị trí, từ đó một đao trúng đích. Muốn đối phó với tên mù này thật ra rất đơn giản chỉ cần từ đầu đến cuối không lên tiếng có thể dễ dàng khiến hắn chết trong bóng tối chỉ cần không khinh thường hắn sẽ không dễ dàng bị hắn giết ngươi đã lấy yêu đan chưa chưa vậy còn không mau đi lấy yêu đan ta đi lấy ngay đây chỉ thấy thi tiếu nhiên dùng liễu diệp đao cắt vỡ đầu lâu cả xấu bên trong trống rỗng vì sao không có yêu đan thi tiếu nhiên nhi hoặc hỏi chắc là bị tên thái giám kia lẫy rồi cừu cát đổ túi chữ vật của thái giám áo gấm xuống đất đồ trong túi chữ vật của thái giám không nhiều chỉ có vài thứ rơi ra thì cổ nương ngươi xem giúp ta trong này có thứ gì cửu cát hỏi một khối ngọc bài thân phận hai thanh trường kiếm ba mũi tên bắn tín hiệu một cái hồ lô da đen thi tiêu nhiên nói cửu cát sờ sờ đồ vật trên mặt đất trong hồ lô da đen không có gì chắc là pháp khí dùng để đựng băng ngọc thiên tầm suối quẩy cửu cát cao mày chờ chút trong túi chữ vật của tên thái giáng áo gấm này chỉ có mấy thứ này thật ra cũng có thể lý giải được đại đồng mục lý thái diệp có trọng trách hai tên tiểu đầu mục chắc chắn sẽ kiểm tra túi chữ vật của đám tiểu thái giám này đổi lại là hắn nếu hắn là tiểu thái giám biết rõ túi chữ vật của mình sẽ bị kiểm tra chắc chắn sẽ không để thứ tốt gì trong nó tránh bị tiểu đầu mục lấy mất không có thứ tốt cũng được thế mà lại không có lương thực của vô cực cổ điều này có phần thú vị chắc chắn là tiểu đầu mục không cho phép chúng mang theo lương thực của vô cực cổ khó trách tên tiểu thái giám này vừa nhìn thấy hắn đã muốn giết hắn nhưng chúng có thể đi săn thú trong bí cảnh này có yêu thú chắc chắn sẽ có rất nhiều dã thú vẫn có thể dùng để nuôi vô cực cổ con cá sống này có phần kỳ quái dường như không giống yêu thú sinh trưởng trong tự nhiên thi tiêu nhiên kiểm tra hồi lâu rồi nói không giống sinh trưởng trong tự nhiên cửu các suy nghĩ câu nói này thân sắc trở nên nghiêm nghị ngươi có nhìn thấy chim bay thú chạy bình thường trong bí cảnh này không cửu cát đột nhiên hỏi ta vừa mới tiến vào bí cảnh chưa dò xét kỹ càng nhưng ngươi vừa nói như vậy ta dường như thật sự không nhìn thấy chim bay thú chạy bình thường đáng lẽ ra khu rừng lớn như vậy phải có không ít chim chóc mới phải thi tiếu nhiên cũng kỳ quái nói đầm nước ở đâu cửu cắt hỏi ở bên tay phải ngươi ung một tiếng cửu cắt nhảy xuống đầm nước một lát sau cửu cắt từ trong đầm nước ngoi lên ngươi làm gì vậy thi tiếu nhiên kỳ quái hỏi trong đầm nước không có cá đầm nước lớn như vậy mà không có cá chẳng lẽ bí cảnh này là ảo cảnh thi tiếu nhiên kinh hãi nói cửu cát lật tay lấy ra một thanh phi đao thi tiếu nhiên lập tức lộ vẻ khẩn trương cửu cát đi tới chỗ thi thể cá sấu dùng chủi thủ cắt một miếng thịt nhỏ trên người nó trực tiếp bỏ vào miệng nhai ngốt cá sấu cũng là cá thì tức cổ có phản ứng đây tuyệt đối không phải ảo cảnh tạo cảnh không thể nào mê hoặc ta bi cảnh này hẳn không phải là ảo cảnh chỉ là quy tắc của nó có thể khác với bên ngoài cửu cát suy tư một lúc lâu rồi nói trong đầm nước không có cá bên ngoài không có chim bay thú chạy như lại có loài thú có thể so sánh với yêu thú phương thức sinh sản của những loài thú này có lẽ rất khác với bên ngoài. Vấn đề là, hơn 20 tên thái giám áo, lưng ở trong bí cảnh này căn bản không tìm được lương thực của tâm nhãn cổ, chúng nhất định phải nhanh chóng rời khỏi bí cảnh thiên tàn cung, nếu không, cho dù có ăn hết tám chục nam tử vừa mới tiến vào bí cảnh, chúng cũng không sống được bao lâu. Mà trước đó, chỉ cần nhìn thấy nam nhân, chúng sẽ ra tay tàn sát. Không. Chúng sẽ lùng sục khắp bí cảnh, tìm ra tất cả nam nhân hoặc là rời đi, cửu các có thể đối phó với một tên thái giám vô cực cổ nhưng tuyệt đối không có bản lĩnh đối phó với nhiều tên thái giám vô cực cổ phải trốn tránh 3 đến 5 ngày nhiều nhất là nửa ngày nữa hơn 20 tên thái giám áo kia sẽ phát nhiên lên mà giết người hai ngày sau hơn 20 tên thái giám áo gấm kia e là chẳng còn mấy kẻ sống sót chương 478 không giữ được bình tĩnh một chu ng 478 không giữ được bình tĩnh một khi số lượng thái giám áo giảm mạnh cửu cát mới có thể an toàn thăm dò bí cảnh hiện tại không phải lúc thăm dò bí cảnh bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất mút đàng giữa không trung một mũi tên bắn tín hiệu bay lên nổ tung lần này chỉ có đám thái giám áo gấm kia mới mang theo tên bắn tín hiệu chắc chắn là đám cổ thái giám này đã phát hiện có rất nhiều nam tử tiến vào bí cảnh thiên tàm cung vì vậy tập hợp lực lượng chuẩn bị càn quét bên kia có người chúng ta có nên đi không thi tiếu nhiên hỏi ngươi đi đi ta không đi thử cách nói Ngươi không đi, vậy ta cũng không đi. Thi Tiếu Nhiên nói, cũng được, nhưng ta muốn tìm nơi ẩn náu, ít nhất là ba ngày. Cửu Cát nói, vì sao? Cửu Cát cười mà không giải thích, khi cô nương. Ngươi muốn cùng ta ẩn náu ba ngày hay là mỗi người một nơi? Cửu Cát hỏi, ngươi muốn ẩn náu ở đâu? Không thể nói cho ngươi biết, Cửu Cát lắc đầu. Thi Tiếu Nhiên nghe vậy, suy nghĩ một lát rồi nói, ta muốn ẩn náu ở đây, nếu ngươi muốn đi nơi khác, chúng ta sẽ mỗi người một nơi vậy được rồi ngươi đi chôn thi thể tên thái giám này trong bụi cây đi ta sẽ giấu con cá sấu đã chết này xuống nước sau đó ta sẽ trốn dưới nước ngươi tự mình ẩn náu đi nói xong cửu cắt kéo con cá sấu đã chết xuống nước mặt đầm tĩnh lặng không gợn sóng cửu cắt đã ẩn náu xong thì tức cổ có thể cho phép hắn tự do hô hấp dưới nước một con cá sấu lớn như vậy đủ để hắn ăn hơn một tháng trốn ba ngày quá dễ dàng cho dù đám thái giám kia biết hắn trốn trong đầm nước này cũng không làm gì được hắn thấy cửu các kéo cá sấu xuống nước thi tiếu nhiên nhíu mày nam muốn ẩn náu dưới nước cũng dễ dàng nhưng trước đó phải xử lý thi thể tên thái giám kia thi tiếu nhiên kéo thi thể thái giám vào bụi cây sau đó dùng một thanh trường kiếm đào một cái hố sau đó ném thi thể thái giám cùng với túi chữ vật và những thứ khác vào trong hố cái hố chôn thi thể thái giám vốn đã nằm trong bụi cây sau khi lấp đất lại càng khó phát hiện sau khi chôn cất xong thái giám áo gấm thi tiếu nhiên thi triển tĩnh mịch pháp y ẩn mình trong rừng nàng nhìn về phía một đám cỏ lau rậm rạp trong đầm nước hẳn là tên mù kia đang ở trong đó dùng cỏ lau để thở thời gian trôi qua từng chút một nhanh chóng một canh giờ thi tiếu nhiên càng nghĩ càng thấy buồn cười chẳng lẽ nàng thật sự phải ngồi đây canh chừng ba ngày sao điều này là không thể ít nhất nàng cũng phải ăn uống giải quyết nỗi buồn hơn nữa tên mù kia nói không chừng đã sớm lặng lễ rời đi còn nàng thì như cái ngốc mà ngồi canh ở đây thi tiếu nhiên hoạt động thân thể một chút giải trừ trạng thái của tĩnh mịch pháp y Trung quanh yên tĩnh, nàng từ trong rừng cây đi ra. Đến bên đầm nước. Trương công tử, trương công tử, ngươi còn ở đó không? Đáp lại nàng chỉ có tiếng vọng, thi tiếu nhiên nhíu mày, hắn ta đã rời đi rồi sao? Nàng đi ngược dòng suối, đến một chỗ nước chảy xiết, chỉ có tiếng nước chảy róc rách. Thi tiếu nhiên lấy lương khô từ trong túi chữ vật ra, sau đó lấy túi nước ra, đựng đầy nước sạch. Nàng tháo khăn che mặt xuống, dưới lớp khăn che mặt là một khuôn mặt xinh đẹp. Nàng căn bản không hề bị hủy dung, Thi Tiếu Nhiên vừa ăn lương khô vừa uống nước, ăn uống xong, mọi thứ vẫn như cũ, không có kẻ địch, cũng không có nguy hiểm. Tên mù kia chỉ là đang hù sợ nàng mà thôi, hơn nữa hắn ta chắc cũng đã rời đi rồi. Thi Tiếu Nhiên quyết định một mình thăm dò bí cảnh này, nàng đeo lại khăn che mặt. Chiếc khăn che mặt này là một bộ phận của tĩnh mịch Pháp Y, nếu không đeo nó mà phát động trận văn của Pháp Y, nàng sẽ không thể che giấu dung mạo của mình. Dưới đầm nước tĩnh lặng, cử cát nhìn Thi Tiếu Nhiên rời đi, nữ nhân này mới có một canh giờ đã không chịu được thật sự là không giữ được bình tĩnh nàng ta đi cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì quá lớn dù sao đám thái giám kia cũng chỉ hứng thú với nam nhân lại qua mấy canh giờ bầu trời dần tối đen dần dần màn đêm buông xuống trên trời không có trăng nhưng có ánh sáng lờ mờ chẳng khác gì ban đêm bên ngoài mà đầm gợn sóng từ các từ dưới đầm nước kéo một con cá sấu đã chết lên bờ lúc này máu trong cơ thể cá sấu đã đông lại rắc chút muối có thể làm thành tiết nạc ngư cũng coi như cá thịt cá cũng có thể dùng để nuôi thủy tức cổ một con cá sấu lớn đủ để ăn trong một khoảng thời gian cửu cát dùng chân nguyên hong khô y phục ướt trên người thừa dịp ban đêm ở trên bờ nuôi thủy tức cổ và thiết bị cổ lại ăn một chút cạn thuốc nuôi hỏa đầu cổ cuối cùng là tâm nhãn cổ chương 479 không giữ được bình tĩnh 2 ch 4 ơ n 479 không giữ được bình tĩnh hai cửu cắt không có cách nào một mình nuôi tâm nhãn cổ cho nên một mình hắn cũng không thể trốn trong đầm nước này ba ngày thừa dịp ban đêm đi ra ngoài gió xét, có lẽ có thể có thu hoạch. Nhưng trước lúc này, còn có một cổ trùng vô cực cần thu thập, cửu cát lại đào đất thi tiêu nhiên vừa chôn lên, đeo tên thái giám áo gấm từ trong đất ra. Lúc này ngực tên thái giám áo gấm phập phồng, hiển nhiên cổ trùng còn chưa hoàn toàn ấp trứng, cửu cát nhét thái giám này vào trong rừng, cũng không cần chôn, dù sao cũng không có dã thú bình thường. Sau đó cửu cát mặc dã kêu pháp y, đeo mặt nạ, khởi động trận văn trên pháp y, biến mất trong màn đêm bây giờ cửu cát đã có tu vi nhất phẩm trong hoàn cảnh tối tăm cũng có thể nhìn ra cực xa so với năng lực nhìn ban đêm của tâm nhãn cổ chỉ mạnh hơn chứ không kém độc dịch của tâm nhãn cổ căn bản không thể độc được võ sư nhất phẩm năng lực nhìn đêm cùng thấu thị của tâm nhãn cổ cũng hầu như thành một thứ vô dụng nhưng năng lực sư hùng của tâm nhãn cổ quả thật cường hãn so với bất kỳ một con cổ trùng nào trên người cửu cát đều thần kỳ và hữu dụng hơn năng lực cường đại như vậy cửu cát chỉ dùng qua một lần nhưng cũng chính vì cửu cát khắc chế nên hắn mới có thể không chế tâm nhãn của đến nay tại một chỗ lưng núi trong hạp cốc bọn chúng đốt lên đống lửa hừng hực tổng cộng có hai cái lồng gỗ lớn mỗi một lồng gỗ đều chứa bảy tám nam nhân bọn họ người người một mặt tiều tụy thần sắc tuyệt vọng áo rách quần manh mỗi người đều như cầm thú hơn 10 tên thái giám áo gấm tụ tập một chỗ uống rượu trên bàn tất cả đều là xiên thịt nướng một tên thái giám còn đang quét dầu chân xiên thịt thả hương liệu một con hỏa tích dịch thật lớn nằm im bên cạnh đám thái giám áo gấm đây là một con hỏa tích dịch đã chết lực phòng ngự cực mạnh lại còn có thể phun lửa mọi hình cũng cực kỳ uy mãnh nhìn thế nào cũng giống như một con hỏa tích dịch đực ban ngày có một tên thái giám phát hiện con hỏa tích dịch này chuẩn bị giết nó lấy bảo bối nhưng không ngờ con hỏa tích dịch này cực kỳ khó dây vào tên thái giám căn bản không phá được phòng ngự cũng may tên thái giám tốc độ cực nhanh hỏa tích dịch cũng không làm gì được hắn tức chừng hơn một canh giờ sau đám thái giám đã đi khắp cả bí cảnh bí cảnh thiên tầm cung này thoạt nhìn rất lớn thật ra cũng không lớn lắm ở giữa có một ngọn núi trên núi có một tòa bạch ngọc miếu bên cạnh bạch ngọc miếu có hai con hỏa điểu làm tổ hỏa điểu kia dài chừng ba trượng sải cánh có thể đạt sáu trượng bọn thái giám chỉ nhìn thoáng qua từ xa liền quyết định không đi trêu chọc đương nhiên cũng có thái giám to van đi thử nhưng vô cực cổ không thể giúp cho hắn chạy thoát bạch ngọc cung điện không vào được bọn thái giám tiếp tục thăm dò trong bí cảnh bọn chúng tìm được không ít yêu thú yêu thú nào dễ giết đầu đã giết nhưng sau khi giết xong cũng không có bảo bối, mọi người hợp lại quyết định giết một con thật mạnh, chính là hỏa tích dịch trong hạp cốc này, hơn 10 tên thái giám tụ tập lại săn giết hỏa tích dịch. Con hỏa tích dịch này tuy lực phòng ngự mạnh, lực lượng lại lớn, nhưng các thái giám thay nhau ra sân. Túc dục vô cực cổ trong hạp cốc, tàn ảnh liên tục, cuối cùng con hỏa tích dịch bị bọn chúng đánh ngã, Như khi bọn thái giám chuẩn bị thu hoạch thành quả thắng lợi, con hỏa tích dịch hai mắt bị chọc mù đột nhiên phun ra hỏa diễm thật dài, một lần mang đi 4 tên thái giám áo gấm đây cũng tổn thất lớn nhất của đám thái giám trong bí cảnh thiên tầm cung sau khi hỏa tích dịch bị đánh ngã bọn thái giám phát hiện con hỏa tích dịch này thế mà cũng không có đính ngay khi đám thái giám đang tuyệt vọng bảy tám chục nam nhân từ trên trời giáng xuống tên thủ lĩnh thái giám tu vi nhất phẩm trực tiếp kéo lệnh tiễn lại tụ tập lại dù sao cũng phải càn quét toàn bộ thiên tầm cung một lượt tu vi của thái giám áo gấm phổ biến ở nhị phẩm chỉ có một mình tên thủ lĩnh thái giám đạt tới nhất phẩm bọn chúng tuy vào chiến lược vô cực cổ hơn xa người cung cấp nhưng vô cực cổ không có khả năng lúc nào cũng có thể phát động đám thai giám đối với võ sư võ công cao cường tất cả đều chén chất không lưu lại người sống lấy bảo bối của hắn mà đối với võ công thấp thì cả người lẫn bảo bối cùng nhau giữ lại dù sao cũng phải ăn đồ tươi mới ngon dù sao ở thiên tầm cung này cũng không có muối bọn chúng cũng không làm thịt muối được trong hạp cốc có hơn người võ sư bị nhốt trong hai cái lồng ngô tuyệt đại đa số đầu là đệ tử mão công tay chân đầy đủ chỉ có số ít là võ sư vốn đã tàn phế Võ công của bọn họ chỉ có trung tam cảnh. Chương 480, lén nghe hơn 480, lén nghe Ngô lão đầu đang ở trong một cái lồng gỗ lớn, hắn cuộn mình trong góc lồng gỗ, lẻ mặt u ám. Ở phía sau Ngô lão đầu, trong bóng tối bên ngoài lồng gỗ lớn, Cửu Cát lặng lẽ ẩn nấp ở đó. Cửu Cát thân là võ sư nhất phẩm quả thực có thể mượn lực hư không, nhưng hắn không thể nào một mực dầm chân lên hư không, như vậy quá mức hao phí chân nguyên. Sau khi phát hiện ra trong hẻm núi này có lửa trại, Cửu Cát liền lặng lẽ tiếp cận từ dưới đất sau đó trốn trong bóng tối của lồng gỗ lớn khoảng cách này không xa không gần cừu các vận đủ tai lực vừa vặn có thể nghe được đám thái giám này nghị luận cho dù có vô tình phát ra tạp âm gì đám thái giám này cũng sẽ chỉ tưởng rằng là âm thanh phát ra từ trong lồng gỗ lớn cửa ra nhất định ở trong tòa bạch ngọc cung điện kia không sai ta đoán cũng như vậy kẻ chám hiểm tiến vào thần cung thượng cổ này đầu tiên là bị truyền tống ngẫu nhiên đến bất kỳ nơi nào trong bí cảnh tiếp theo người chám hiểm trải qua trong cây nhìn đáng tiến vào bạch ngọc cung điện kia băng ngọc thiên tàm trong cung điện chính là phần thường dành cho người thám hiểm không biết bao nhiêu năm trước thiên tàn minh phát hiện bí cảnh này bọn chúng cũng coi như có bản lĩnh lại có thể cải tạo thần cung thượng cổ này chỉ cần cầm thiên tàn lệnh xông vào thần cung thượng cổ này là có thể trực tiếp vào bật ngọc cung nhìn thấy bằng ngọc thiên tàm mấu chốt của việc cải tạo nằm ở tấm biển thiên tàn cung kia sau khi tấm biển bị chém đi chỉ cần không phải võ tiên thì cho dù không cầm thiên tàn lệnh cũng có thể xông vào thần cung thượng cổ này đồng nơi thí luyện của thần cung thượng cổ cũng khôi phục đúng là nên như thế lại nói thần cung thượng cổ này thật khiến người ta nhìn mà than thở chỉ là một ngọn núi lại có cảm giác vô biên vô hạn lúc ta tới vẫn luôn đi về phía đông đi đến cuối cùng thì trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía tây đúng vậy bi cảnh này giống như bê mặt của một quả cầu chúng ta vẫn luôn đi tới đi lui trên bê mặt quả cầu chỉ có thể đi ra ngoài từ bạch ngọc cung kia nhưng hai con hỏa điều kia cũng không dễ chọc cắn một cái thôi là tào công công đã không còn hai con hỏa điều kia cũng không phải vẫn luôn canh giữ ở bạch ngọc cung điện ngẫu nhiên có một con bay ra ngoài còn có một con cũng không dễ chọc chỉ một con hỏa tích dịch cũng lợi hại như vậy hỏa điều kia không phải lợi hại hơn gấp 10 lần sau tìm người dẫn dụ đi là được rồi ai dẫn nơi này không phải còn có mười mấy người sao chúng ta cắt cái kia của bọn chúng sau đó lợi dụng đám phê vật này một tên thái giám áo gấm liếc mắt nhìn về phía lồng ngỗ lớn chỗ mô lão đầu Lóng người trong lồng ngỗ lớn này hồn nhiên không biết bọn họ không chỉ sẽ bị cắt cái kia còn sẽ bị xem như mồi nhử dụ dỗ yêu thú cái này không được bị cắt cái kia, ai mà chẳng phải nằm liệt giường 10 ngày nửa tháng, những người này đều có võ công căn bản, không đến mức nằm 10 ngày nửa tháng, chỉ là bình thường đi đường có phần khó khăn. Đừng có trông chờ vào đám phế vật này, muốn đi ra ngoài còn phải là võ sư thượng tam cảnh. Tên thủ lĩnh Thái Giám Lý Ngọc Hoa lên tiếng, nhưng võ sư thượng tam cảnh đều bị chúng ta giết cả rồi. Phế vật thượng tam cảnh bị chúng ta giết, chắc chắn còn có cao thù ẩn nấp chưa bị chúng ta phát hiện, phải biết chúng ta tổng cộng đã chết 6 người. Lý Thuận Tử hiện tại ngay cả thi thể cũng không tìm thấy lý thuật tử sợ là bị đánh lén rồi đánh lén thì đã sao võ sư kia có thể giết lý thuật tử là có thể giết bất kỳ người nào trong chúng ta ở đây Chưa có coi thường anh hùng trong thiên hạ lý ngọc hoa nghiêm nghị nói đột nhiên bên ngoài hạp cốc bóng người lay động hai tên thái giám áo gấm mang theo một người đi vào trong hạp cốc lão đại chúng ta đã trở về thứ kia vẫn còn giữ giang công công cứ yên tâm các ngươi chưa trở về chúng ta nào dám động vào một tên thái giám áo gấm nhỏ giọng nói bắt được người nào Lý Ngọc Hoa dò hỏi, nữ nhân, thật sự là nữ nhân, ta đã kiểm tra, đúng là nữ nhân. Thật là vô vị, thi tiếu nhiên từ trong bóng tối đi ra, trên người nàng đầy vết thương do tê kiếm gây ra, bao gồm cả khuôn mặt, mạng che mặt trên mặt nàng cũng đã mất, thân sắc chật vật, không biết cô nương xưng hô thế nào. Lý Ngọc Hoa ôn hòa hỏi, tiểu nữ là thi tiếu nhiên. Mời chi tiếu nhiên cô nương, thì thỏa tích dịch trên bàn này, ngươi có thể tùy tiện ăn. Nhưng lòng nướng thì mỗi người chúng ta chỉ có một cái, ngươi không thể ăn. Lý Ngọc Hoa mỉm cười nói. Thi Tiểu Nhiên liếc mắt nhìn lòng nướng, nói, ta không có hứng thú,